Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chapter 11 có rắc rối. Giang Hải tuy không để tâm tới lời của người phụ nữ kia, dù gì cái chính của những người này không ảnh hưởng tới anh, mục đích của anh là mua xe. Cố huyền như cảm thấy những câu nói kia như muốn xúc phạm mình, đi thôi, chúng ta không cần xe. Giang Hải nhẹ giọng với cố huyền như, dù gì chỉ là chiếc xe, chúng ta không cần quan tâm người không đáng. Làm thủ tục và hóa đơn cho tôi đi giang hải đưa thẻ cho cô nhân viên rồi nói linh kha gật đầu như gà mổ thóc vâng anh chị chờ tôi một chút tôi sẽ xong nhanh thôi linh kha cầm chiếc thẻ lòng cô ta vô cùng vui mừng đây là gì chính là đơn hàng đầu tiên của cô đó nha với một nhân viên mới như cô thì việc này quá mức vui mừng nhưng linh kha chưa vui mừng được bao lâu giám đốc tiêu thụ ngăn cô lại đưa đây đơn hàng này cô nghĩ là của cô sao linh kha bất ngờ hơi ngẩn người Tôi là người đón tiếp, cũng là người cho cô cơ hội thực tập thực tiến, đừng nghĩ đó là công sức của mình chứ. Nhưng mà, giám đốc, vị khách này là tôi, Linh Kha vẫn muốn giải thích. Cô nên tự làm tốt việc của mình, đừng tranh giành công lao như thế. Audio điện tử võ tấn bền Linh Kha không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng ấm ức. Giám đốc tiêu thụ đang chuẩn bị đi làm thủ tục, lại bị Giang Hải ngăn cản. Khoan đã, Thái độ của vị giám đốc tiêu thụ này thay đổi 180 độ, cười đon đả, niềm nở như lấy lòng. Nhìn như muốn bán thân cho Giang Hải vậy. Nụ cười giả tạo kia làm cho Giang Hải vô cùng chán ghét, một người bắt người mới, lại còn khinh người thế kia, thái độ xoay chuyển như trong chóng. Bản chất vô cùng hèn hạ. Giang Hải đưa thẻ tín dụng cho Linh Kha, thật ra tôi thấy cô nhân viên này rất tốt, dù tôi có nghèo hèn thì cô ấy vẫn không khinh tôi. Còn xe của cô, tôi sợ mình không mua nổi xe của cô đâu. Linh Kha cầm thẻ kia, hơi bất ngờ, còn vị tổng giám đốc kia sắc mặt tái mét, chỉ có thể trừng mắt nhìn Linh Kha. Cố Uyển Như được hướng dẫn làm thủ tục cứ như người trên mây. Có vẻ Nhu Giang Hải quá nhiều tiền không biết để đâu cho hết thì phải, nào là nhà, còn có xe. Anh ta là lái xe sao? Khi lái thử xe, Giang Hải cũng hiểu tại sao Cố Uyển Như đã có bằng lái mà vẫn cần tài xế rồi. Kỹ năng lái xe của cô thực sự là. Giang Hải thở dài, nếu không phải anh phản ứng nhanh chắc chiếc xe này đâm vào đâu rồi cũng không biết nữa thật sự không nên bán xăng cho phụ nữ a à? vì vậy giang hải vẫn phải lái xe tốc độ rất chậm dù đang lái xe vẫn không quên nắm tay cố uyển như cô thắc mắc thật ra anh làm gì em muốn hỏi khi nào nếu là trước đó thì anh làm gì em biết rồi còn giờ thì anh là rể của cha mẹ em giang hải dịu dàng nói cố uyển như vẫn không từ bỏ tôi cần sự thật anh nói thật. Thôi vậy, Cố Uyển Như cũng không tiếp tục chất vấn. Tại trung tâm thương mại lớn của thành phố Giang Tư, Cố Vân Lệ đang đẩy lôi Nhân Hào đi mua sắm bao nhiêu thứ đồ đắt tiền, hàng hiệu. Cố Vân Lệ sắm sửa cho Lôi Nhân Hào, mua thêm nhiều đồ thì số tiền kia vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Thấy cửa hàng trang sức, Cố Vân Lệ muốn thử mua vài bộ trang sức cùng ít đồ cho Cố Uyển Như. Nhân viên tư vấn đòn đả, "Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" À? nhìn giá cả cố vân lệ hơi suy nghĩ thực sự rất cao nhưng số tiền kia tiêu mãi không hết dù gì bà chịu khổ bao năm con gái cũng theo bà chịu khổ cũng nên mua cho con gái với mình vài bộ nữ trang tôi muốn lấy bộ này đây và đây nữa nhân viên kinh ngạc bộ trang sức này giá đều nằm vài chục triệu hai người khách chỉ mặc đồ bình thường nhân viên suy nghĩ không biết làm sao hai người này có khả năng mua được những thứ này nhưng khi thanh toán tính phí Cố Vân lệ lấy thẻ ra thì nhân viên lại vô cùng kinh ngạc. Trên thẻ ghi rõ mệnh giá. Vị khách kia lại dùng mua trang sức, số lượng cũng không phải ít nha. Nhân viên lúng túng, bà không có tiền cũng không nên chiêu đùa thế. Chúng tôi rất bận. Tôi đã xem rồi, tiền trong thẻ vẫn còn, mua xong vẫn có thể còn dư ra. Thẻ này sợ là không có đủ tiền đâu. Nhân viên vứt thẻ qua bên cạnh. Cố Vân lệ lo lắng, trong đó có tiền mà cả hai chị lấy tiền mua kính cho lôi nhân hào, sau đó mua sắm ít thứ thì tới đây. Tiền chưa tiêu hết, sao lại như thế? Nhân viên thử kiểm tra thì số dư kia làm cho họ ngạc nhiên. Nhân viên vẫn chưa bao giờ thấy trường hợp này, thẻ mua sắm giá trị lớn lại nằm trong tay vợ chồng những người bình thường kia sao? Vô lý! Cố vân lệ quá bình thường, làm sao có thẻ này chứ? Bình thường những loại thẻ này dùng để tặng xếp hay trong việc làm ăn, thay vì tiền mặt thì họ dùng loại này nhưng với hai vợ chồng này làm sao có thể có thẻ này nhân viên nghi ngờ họ là người lừa đảo nghĩ đến việc nếu phá được vụ lừa đảo cũng xem như có công hoặc nếu không lừa thì cũng là trộm nhìn dáng vẻ nghèo hèn kia sao có nhiều tiền được chứ giang hải chưa từng nghĩ sẽ có chuyện thế này xảy ra nghĩ là làm nhân viên kia đã âm thầm gọi bảo vệ tới rồi hỏi cố vân lệ bà có thẻ này từ đâu tôi trúng thưởng cố vân lệ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhắc lại sự kiện đó thắng thẻ mệnh giá cao này sao nhân viên tỏ vẻ hiểu rõ cho rằng cố vân lệ đang lừa dối lôi nhân hào tình ý nhân ra có vấn đề thôi nếu không được thì chúng ta đi cố vân lệ đang định lấy lại thẻ để đi hôm khác mua cũng không vấn đề gì cả nhưng một người mặc đồ trắng đến sau lưng họ người này hỏi là họ người này chính là giám đốc khu mua sắm này thẻ do anh ta ký phát hành mệnh giá mua sắm thế nào do anh ta nắm chi tiết với mệnh giá kia anh ta chưa từng nghe qua thưa giám đốc chính là họ thẻ này chắc chắn do ăn cắp vì mệnh giá thẻ quá cao nhân viên giao dịch giải thích mời bà theo tôi giám đốc khương túm lấy cố vân lệ lôi nhân hào bật dậy sao lại bắt vợ tôi lôi nhân hào tuy không tàn tật nhưng vì cơ thể quá yếu đứng lên đột ngột làm ông ngã nhào xuống thì ra là giả vờ tàn tật Giám đốc Khương lạnh mặt, đưa hết đến phòng bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lôi cổ lôi Nhân Hào đi. Cố Vân Lệ đẩy nhân viên bảo vệ ra, ôm lấy lôi Nhân Hào, chúng tôi làm gì phạm pháp chứ? Cùng lắm tôi không mua nữa, sao lại làm thế với chúng tôi? Bà xem đây là đâu? Tên kia hét lớn, đem họ đi cho tôi. Trung tâm thương mại là nơi đông người, chuyện này làm nhiều người bàn tán chỉ trỏ. Chúng tôi không làm gì sai, Cố Vân Lệ như sắp khóc, oan cho tôi. Tôi có làm gì sai trái chứ? Xung quanh là tiếng hồn ào, bàn tán, suy đoán linh tinh toàn là ý xấu xa. Trộm đồ sao? Ở đây nhiều camera thế cơ mà. Đúng là loại kinh tởm, nghèo hèn. Nhìn họ khá hiền lành. Lộng hành quá rồi. Nhân viên bảo vệ muốn tỏ ra được việc trước mặt sếp nên hùng hổ đến túm lôi Nhân Hào, tát Cố Vân Lệ. Ra tay vô cùng hung ác. Cố Vân Lệ đau đến người, vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi. Dù trước mặt cố gia bà không có địa vị gì, bị sỉ nhục, thậm chí bị chế giễu, nhưng chưa bao giờ bị đánh cả. Sao các người lại đánh người? Lôi nhân hào không thể thoát khỏi tay bảo vệ, bản thân ông quá mức suy yếu rồi. Hai vợ chồng cố vân lệ bị lôi đến phòng bảo vệ, sau đó còn bị họ ném mạnh xuống sàn. Giám đốc Khương ngồi xuống nhìn hó, khai đi, thẻ này ở đâu? Lôi nhân hào nhìn dấu tay trên mặt vợ, lòng ông vô cùng đau đớn, là chống không bảo vệ được vợ, còn để vợ bị đánh. Ông biết nói gì cũng vô dụng, báo cảnh sát đi, đúng sai để cảnh sát xử lý, các người không có quyền. Giám đốc Khương cười nham hiểm, không cần muốn vào tù nhanh vậy. Khai hết ra cho tôi, nếu không các người đừng mong sống. Khi nghe thấy có kẻ lừa đảo dùng thẻ giả với số tiền lớn, Giám đốc Khương thấy đường phát tài rồi. Ông ta muốn làm nhiều thẻ giả đổ lên đầu bọn lừa đảo, vừa có tiền lại vừa lập công. Đây chính là cơ hội phát tài rồi cố vân lệ không ngưng khóc lôi nhân hào không thể ngồi dậy giám đốc khương đạp vào lôi nhân hào nhưng cố vân lệ ôm chân ông ta lại tôi nói tôi nói ông ta hừ lạnh biết điều sớm có phải tốt hơn không chúng tôi mua nhà ở hoàng kim giáp lân rồi còn trúng thưởng ở thành phố giang tư hoàng kim giáp lân là nơi nào chứ chính là dành cho người có tiền vô cùng có tiền mua hoàng kim giáp lân ông ta khinh bỉ lại muốn nói dối Lôi Nhân Hào vội vàng nói, các người tổn thất bao nhiêu tôi gọi người đem tiền đến. Giám đốc Khương cảm thấy có lợi, vì tổn thất bao nhiêu là do ông ta nói sao? Cảm thấy số tiền lừa đảo kia quá lớn, họ sẽ ngồi tù lâu dài nên sẽ không dám làm gì. Lôi Nhân Hào gọi điện thoại cho Cố Uyển Như. Lôi Nhân Hào nói, Uyển Như, con đưa điện thoại cho Giang Hải, cha có việc gấp. Giang Hải, Cố Uyển Như khó hiểu. Giang Hải mỉm cười, cha tìm anh à? Cười cái gì, cố huyền như đưa điện thoại rồi rút bàn tay bị Giang Hải nắm từ lúc nãy. Cha, Giang Hải lễ phép nói. Chapter 12 phong thái đi vào mặt người khác. Giang Hải, cha mẹ bị người trung tâm mua sắm giữ, đừng gọi cảnh sát, mang nhiều tiền tới đây. Tiếng lôi nhân hào vang vọng, hoàn toàn không có tiếng động xung quanh, nhanh, mang tiền tới, nếu không cha mẹ bị họ giết mất. Mang tiền tới phòng bảo vệ, tuyệt đối không gọi cảnh sát. Đừng gọi cảnh sát, lôi nhân hào sợ bên kia nghe nhầm luôn nhấn mạnh chỉ cần cảnh sát tới thì họ được giải oan nhưng lôi nhân hào biết đang ở trên địa bàn người ta muốn sống chỉ có cách cúi đầu giang hải không nói một lời nào khóe miệng lại nhếch lên nụ cười vô cùng ác độc giang hải đạp ga chiếc xe phóng rất nhanh cố uyển như bị giật giật mình hét lên cô lấy điện thoại di động ra thì phát hiện màn hình đã vỡ nguy hiểm cố uyển như kêu lên giang hải im lặng ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lôi nhân hào là một người đau ốm, cố vân lệ chỉ là một phụ nữ, vậy mà lại bị sỉ nhục. Giang Hải đang rất tức giận. Anh gửi một tin nhắn cho ngô mẫn, anh làm tốt lắm, nếu thẻ mua sắm có vấn đề anh tự nhận hậu quả đi. Trong văn phòng Hoàng Kim Giáp Lân, sau khi Giang Hải rời đi ngô mẫn vẫn nhìn chầm chầm vào bản đồ. Anh đã vô cùng lo lắng biểu đạt việc ngô ra lựa chọn đứng về phía Giang Hải cho Bạch Lý Hưng biết ăn cây táo rào cây sung là một điều cấm kỵ ngô mẫn sẵn sàng hứng chịu cơn giận của bạch lý hưng nhưng bạch lý hưng lại khuyến khích ngô mẫn anh ta thở phào nhẹ nhõm ngô mẫn cũng hiểu phần nào cái danh đế vương kia có thân phận gì ngô gia đã nắm bắt được cơ hội ngô mẫn nhận tin nhắn thì vô cùng bất ngờ thẻ mua sắm nhanh chóng gọi điện thoại tần tổng thẻ mua sắm kia có vấn đề gì sao ngô tổng không hề có vấn đề có chuyện gì sao chẳng lẽ tôi lại đi gian lận sao đó là tần hạo chủ của trung tâm thương mại thành phố giang tư cũng vì tần hạo không muốn phiền phức tự xử lý tấm thẻ kia cầm qua cho ngô mẫn chẳng lẽ lại có chuyện ngô mẫn nói anh nên tìm hiểu sự việc nếu anh đụng tới người không nên đụng hậu quả anh tự nhận lấy tôi sẽ đi tìm hiểu ngay ngô mẫn cúp máy tần hạo khó chịu với giọng điệu của ngô mẫn ngô gia nhỏ bé còn không xứng Ngô Mẫn lại dám nói với mình như thế này. Ở thành phố Giang Tư, có rất ít người mà Tần Hạo không thể đụng đến, cả hai giới trắng đen Tần Hạo đều có thể chơi được. Tần Hạo có đủ tự tin. Tần Hạo cũng là người có máu mặt, em trai Tần Hiên còn là đại ca trong giới hắc đạo, ai gặp đều gọi là Hiên ca. Nhưng hắn không biết người hắn đụng tới là ai. Giang Hải không quan tâm, giận chó đánh mèo Ngô Mẫn, Giang Hải cũng không quan tâm cha mẹ của Cố Uyển Như là cha mẹ vợ của anh. Trong lòng Giang Hải, không ai quan trọng hơn Cố Uyển Như. Nếu làm gì cha mẹ của Uyển Như, anh dám chắc sẽ cho người đó nếm thử tư vị địa ngục. Giang Hải không có kiên nhẫn, thắt dây an toàn cho Cố Uyển Như, ngồi yên, cẩn thận. Giang Hải phóng chiếc Cayenne mới tinh lao thẳng vào trung tâm mua sắm. Tâm kính vỡ thành từng mảnh, rơi vãi khắp nơi. Giang Hải đá tung cánh cửa và nhẹ nhàng dìu Cố Uyển Như ra khỏi xe trông như một con đại bàng, anh chộp lấy một nhân viên bán hàng ở bên cạnh, phòng bảo vệ ở đâu. Lúc này, trong phòng bảo vệ, giám đốc đang dùng hết sức chửi bới. Trên người lôi nhân hào có rất nhiều vết đánh đập, sắc mặt tái nhợt, nằm ở một xó trong góc. Những vết tát đỏ trên mặt cố vân lệ hiện lên trói mắt, đôi mắt sưng đỏ, bà đang viết, biên bản khai nhận tội, vào sổ làm việc theo lời đọc của ông ta một cách nhục nhã giám đốc Khương nhìn biên bản thầm nghĩ hai tên lừa đảo già nua này không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta được. Trước đó đã tiêu bao nhiêu, có bao nhiêu thẻ giả. Chúng tôi không có, cố vân lệ giải thích, đừng đánh ông ấy. Ông nói bao nhiêu, tôi viết bấy nhiêu. Giám đốc Khương đắc ý đá lên người lôi nhân hào rồi cười, đồ nghèo hèn, rẻ mạt. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang len, cánh cửa của phòng bảo vệ đã bị bật tung. Giang Hải kéo cố uyển như sông vào, như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn toàn thân anh chỉ có sát khí làm người ta sờn cả tóc gáy giang hải mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn cha cố uyển như lao tới đỡ lôi nhân hào cha ai đánh cha cố vân lệ thấy thế lao tới ôm cố uyển như bao nhiêu tuổi nhục đều trút ra khóc lớn hơn mẹ sao lại vậy ô con gái của hai kẻ lừa đảo giám đốc khương khinh bỉ dám dùng thẻ giả mua sắm đúng là chán sống mà mày mang bao nhiêu đến định đền bù tổn thất như thế nào đây giang hải nắm chặt hai nắm đấm bước tới đỡ cố vân lệ ngồi xuống mẹ rốt cuộc có chuyện gì vậy cố vân lệ nghẹn ngào không nói rõ được lôi nhân hào đành nói ra lý do giám đốc khương cầm biên bản kia đắc y nói tên chết bầm muốn chối tội sao gọi cảnh sát muốn chết giám đốc khương tự tin giang hải cười nói không cần gọi cảnh sát Giang Hải quát lớn, ai đã tát, ai đánh, mày phải không? Giang Hải cả thân chỉ có sát khí, làm cho giám đốc Khương sợ hãi. Kia, Giang Hải tóm giám đốc Khương, đập đầu ông ta vào tường, sau đó ném ra xa. Ông ta cuộn tròn người, văng đi. Nếu không vì sợ cha mẹ vợ và cố uyên như thấy cảnh máu me, anh đã cho hắn chết không toàn thây. Giám đốc Khương bị gãy răng, toàn thân đau đớn, chống người đứng dậy, mày dám đánh tao? bốp giang hải tát mạnh vào mặt hắn ta thêm vài cái răng văng ra xe bên ngoài là của anh bảo vệ chạy vào giang hải quay lại sao nào nhân viên bảo vệ thấy giám đốc khuông bị đánh thì nhào vào giang hải nhưng còn chưa kịp đụng tới anh thì đã bị ngã nhào xuống đất cố vân lệ che mặt chỉ vào một nhân viên bảo vệ là hắn đánh tôi giang hải túm nhân viên bảo vệ kia tới nụ cười dữ tợn khát máu hiện lên nhân viên bảo vệ sợ hãi khi thế đến hành động của Giang Hải làm mọi người rung sợ. Bốp, bốp, mỗi cái tát như trời giáng, từng cái tát vang dội. Dừng lại, giọng nói tức giận vang lên. Tần Hạo mang người đến, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Sau khi nhận được cuộc gọi của Ngô Mẫn, Tần Hạo không ngờ có người lại dùng thẻ mua sắm dùng để mua đồ với trị giá lớn thế. Nhưng mọi thứ là hiểu lầm, việc giám đốc Khương bắt giữ những người này cũng không sai đúng là trung tâm mua sắm chưa bao giờ phát hành thẻ mua sắm có mệnh giá lớn chỉ cần giải thích rõ không phải ổn rồi sao nhưng khi thấy cảnh kia tần hạo vô cùng tức giận có người dám đè đầu hắn giang hải đâm thẳng vào khu thương mại không xử lý tốt thì hắn còn mặt mũi gì nữa chứ cậu thanh niên đừng làm quá hậu quả anh không nhận nổi đâu tần hạo nhìn giang hải cảnh cáo giang hải nhìn tần hạo bằng lạnh băng hậu quả tôi muốn thấy người đứng sau tần hạo mạnh miệng, tổn thất lên đến tiền chiêu. Còn cả đánh người, anh đủ tiền sao? Bồi thường, Giang Hải gật đầu đồng ý. Bao nhiêu, nói. Tần hạo nhìn Giang Hải ăn mặc bình thường, cũng không phải dáng vẻ thượng lưu. Dù anh ta có người chống lưng thì cũng là hạng tầm thường. 500 triệu, anh trả được. Tần hạo nghĩ Giang Hải không thể trả được số tiền lớn kia, thứ hắn ta cần là Giang Hải quỳ xuống xin bỏ qua, hắn sẽ rộng lượng bỏ qua cho. Hắn ta còn nhìn Cố Uyển Như, trong lòng nghĩ tới chuyện dơ bẩn, cô gái này cũng tạm được, lấy cô ta trả nợ cũng không sao. Những tên đứng sau Tần Hạo ra vẻ như đã sẵn sàng bằng thay Giang Hải, chỉ đang đợi lệnh mà thôi. Giang Hải ánh mắt sắc lạnh nói, "Được, các người muốn đền thế nào thì thế ấy." Giang Hải ném ra một tấm thẻ. Tần Hạo cúi đầu liếc mắt nhìn, vẻ mặt dịu xuống, lạnh lùng nói, "Tốt." Khi đó, có người đem máy quẹt thẻ tới. Ngay lập tức có thông báo thanh toán xong 500 triệu. Tần Hạo nhìn Giang Hải giống như một con mồi lớn nhiều tiền, tự hỏi thẻ kia có bao nhiêu nhỉ? Chapter 13 chỉ cần có giá. Trung tâm thương mại thì tính thế nào? Uy tín, tổn thất. Tần Hạo gian xảo, muốn tiền đến điên rồi, chỗ của tôi không phải nơi mà ai cũng gây chuyện được. Tần tổng, Ngô Mẫn vội ngăn cản Tần Hạo. Nghe Tần Hạo khiến anh ta sợ hãi, đe dọa ai? Giang Hải Muốn chết sao, ông biết mình đang làm gì không? Anh ấy. Giang Hải cười lạnh ngăn cản, cứ ra giá. Tần Hạo nhìn ngô mẫn, cười nhạo, ngô tổng, nghe thấy chưa? Người này rất biết điều. Thêm 800 triệu. Tần Hạo trong lòng đang nghĩ làm sao lừa được cô gái kia. Một cô gái xinh đẹp như thế đã không còn nhiều nữa rồi. Còn Giang Hải, hắn muốn xem tên này lấy được bao nhiêu tiền. Giang Hải lắc đầu. Tần Hạo thấy Giang Hải không đồng ý, hung dữ nói, đừng không biết điều như thế. Giang Hải nở nụ cười, không, tôi đang tính một chút. Nói xong, Giang Hải nhìn tên bảo vệ, nói cho tôi biết, cậu dùng tay nào để đánh mẹ tôi. Tay phải. Giang Hải đạp lên một ngón tay của người bảo vệ, rồi hỏi, một ngón tay bồi thường bao nhiêu tiền. Mỗi cái dẫm đạp như muốn đứt lìa mọi thứ, tên bảo vệ đau đớn thét lên, cảm giác như muốn chết đi. Giang Hải đạp tiếp ngón tay thứ hai, mắt vẫn nhìn Tần Hạo mùi máu tươi tanh tươi, tay đứt đau thấu tim mọi người sợ hãi, ai cũng nổi da gà. Tần Hạo dâng lên cảm giác lo sợ, trung tâm thương mại thành phố Giang Tư đứng chưa có ai dám đến gây chuyện cả. Mày muốn chết, cố vân lệ sợ hãi ôm cố uyển như, bà từng thấy Giang Hải đánh người, nhưng nhưng chưa thấy Giang Hải hung ác tới vậy. Giang Hải không muốn cố uyển như nhìn thấy, ra hiệu ngô mẫn, cậu sắp xếp cho cha mẹ vợ cùng vợ tôi đi. Ngô mẫn thở phào nhẹ nhóm, cũng may Giang Hải không giận chó đánh mèo. Đồng thời thấy khó chịu với Tần Hạo, tự cao tự đại thì phải trả giá. Tần Hạo sắp phải trả giá thật lớn vì sự cuồng ngạo thái quá của mình rồi. Giang Hải tàn nhẫn đến mức khiến ai cũng sợ hãi, ai biết được 5 năm, năm trước đây anh vẫn chỉ là một thanh niên yếu đuối. Bây giờ thì khát máu như thế. Tần Hạo nghiến răng, ai cho các người đi. Tần Tổng, không cần phải như thế. Ngô Mẫn đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn Tần Hạo trong mắt ngô mẫn tần hạo như đã chết giang hải cố uyển như lo lắng giang hải quay lại mỉm cười ra hiệu cô đi trước tần hạo nhanh chóng hồi phục lại tinh thần tần hạo không sợ ngô ra nhưng cũng không muốn kết thù sau này sẽ cho ngô ra nếm trái đắng giang hải lạnh lùng nhìn gót chân tiếp tục dẫm lên tay tên bảo vệ kia ra giá đi mỗi ngón tay giá thế nào mày muốn chết tần hạo không ngờ giang hải vẫn không hề sợ hãi kẻ này quá ngông cuồng, mấy tên thuộc hạ đồng loạt sông về phía Giang Hải, Tần Hạo chờ đợi cảnh Giang Hải bị đánh bỏ lê trên đất. Dám đến trung tâm thương mại của hắn ta gây sự, người này quả thật chán sống rồi. Nhưng trái với những gì hắn mong muốn thấy, từng tiếng thét vang lên, thuộc hạ của hắn từng kẻ ngã xuống. Giang Hải vẫn đứng đó, với anh thì mấy kẻ này chỉ là con nít học đòi mà thôi. Giang Hải nhìn Tần Hạo như đang nhìn một con súc sinh kinh tởm. Tần Hạo run rẩy, Giang Hải như tử thần từng bước đi tới. Hắn ta sợ hãi tới mức run cầm cập, những thuộc hạ kia là loại gì? Chính là những kẻ chuyên đi đâm chém người không ghê tay, võ nghệ luyện từ thực chiến, vậy mà không bằng tên nhãi kia. Trong phòng chỉ còn Tần Hạo cùng Giang Hải, mùi nguy hiểm trần ngập, Tần Hạo lo sợ. Giang Hải tiếp tục dẫm lên ngón tay tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cứ thế tiếp tục cho đến khi tay của gã bảo vệ kia biến dạng không ra hình. Giang Hải cười nhìn giám đốc Khương, ánh mắt như tuyên bố án tử cho ông ta. Chân nào đá người? Giám đốc Khương lùi lại, cố gắng tránh Giang Hải. Ý thức của ông ta như mách bảo ông ta hôm nay là ngày ông ta phải chết. Vừa thấy cánh tay của gã bảo vệ, nghĩ đến bản thân, giám đốc Khương vô cùng sợ hãi. Đây sao? Gần từng chữ. A, à. sao? Đau. Rắc. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương gãy, âm thanh kinh dị vang vọng. Giám đốc Khương ngất đi dường như vẫn chưa đủ, Giang Hải lại vô cùng hung ác, tiếp tục dẫm đạp, đá mạnh vào chân ông ta. Mỗi cái dẫm đạp như muốn đạp nát xương của hắn, ai cũng thấy được, nửa đời sau của giám đốc Khương chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Giang Hải nở nụ cười vô cùng nguy hiểm, từng chữ như từng câu như tu la mở lời, còn chân thì sao? Tần Hạo lúc này mới nghĩ tới lời nói của Ngô Mẫn, nếu đụng chạm người không nên đụng chạm, hậu quả tự gánh vác chưa từng có ai có năng lực bậc này ở trong thành phố. Lúc đó, Ngô Mẫn muốn nói Giang Hải là ai, nhưng lại bị anh ta cản lại. Lẽ nào người này có thân phận gì đó không nói được? Sau đó, nhớ tới thẻ vàng cùng thẻ đen của Giang Hải, là thẻ có hoa văn ký hiệu đặc biệt. Thực sự, trong giới làm ăn dù là hắc bạch lưỡng đạo cũng sẽ có những loại thẻ biểu trưng cho thân phận, thẻ kia. Tần Hạo cảm thấy ớn lạnh, linh cảm cho hắn biết, người kia là người hắn không được đụng tới. Lúc này, Giang Hải đang bước tới, cả người Tần Hạo bất động, sự sợ hãi xâm chiếm. Hắn ta quá tự tin, cho rằng có thể đè bẹp Giang Hải, ai ngờ được. Ồ, một cái răng bao nhiêu tiền, Giang Hải tiếp tục gần từng chữ. Giang, ánh mắt Tần Hạo sợ hãi. Bây giờ, Giang Hải chiếm thế thượng phong, Tần Hạo không dám ho he gì cả, người trước mặt như gã điên, vô cùng tàn nhẫn, giết người như giết kiến. Chát, Giang Hải tắt lệch mặt Tần Hạo, khiến đầu hắn ta đập vào tường mũi chảy máu giang vỡ vụn anh cứ cho tôi con số hợp lý tôi buồn chán lại đến một lần tính toán cho tốt vào giang hải túm lấy tần hạo nhét thẻ vào tay hắn nụ cười kia như tu la địa ngục khiến hắn ta sởn tóc gáy tần hạo nhìn thấy khí thế ngạo nghễ kia sự coi thường mạng người kia ánh mắt đó chỉ có một người đã từng trải qua cái chết mới có quá hung tàn quá ác độc hành động dứt khoát quyết liệt vô cùng. Đột nhiên một cái tắt tiếp tục giáng xuống. Giang Hải tỏ vẻ khó chịu nói đi, bao nhiêu tiền? Tần Hạo sợ hãi lắc đầu, cảm thấy hoang mang vô cùng. Giang Hải vỗ vai Tần Hạo, ô, anh không định giá được. Thế là do anh không nhận nhé, mọi chi phí gì đó tính rõ ràng chưa? Tần Hạo yếu thế chỉ có thể gật đầu thôi. Hắn ta còn không dám nói quá lớn. Giang Hải nhỏ giọng nói, vậy đến lượt tôi tính sổ. Tần Hạo không ngừng run rẩy, vô cùng lo sợ cho cái mạng này. Vậy cứ tát một cái thì định giá 200 triệu, được chứ? Miệng Tần Hạo chỉ toàn máu, cố nói lấy lòng, được, được. Mỗi cái đá, đạp thì 400 triệu. Được, được. Giang Hải thoải mái nói, như đang mua bó sau ngoài chợ, tôi không trả giá anh đưa ra, vậy thì giá tôi đưa ra, anh cũng không nên trả giá đấy. Cũng đừng quên giữ lời, tôi không vui thì anh đừng mong giữ mạng mình. Chậm một ngày thì cứ tính lãi một ngày. Giang Hải nghênh ngang rời đi, Tần Hạo ngã nhào trên mặt đất, bản thân như thoát chết, quần áo đã ướt đẫm vì mồ hôi. Phía ngoài trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt, bàn tán về việc vừa xảy ra. Cố Huyền như vô cùng lo lắng đứng chờ Giang Hải, cô thực sự lo lắng cho anh. Giang Hải vì cha mẹ cô mà ra mặt xử lý mọi thứ, Cố Huyền như vô cùng sợ phiền phức, bản thân cô rất sợ, cô hiểu được những kẻ ấy không phải dạng vừa chờ thấy Giang Hải đi ra, Cố Huyền như như sợ mình bị ảo giác, cố gắng nhìn kỹ. Giang Hải đi tới lấy xe, Cố Huyền như chạy về phía Giang Hải, ôm chầm lấy anh như sợ anh biến mất. Anh không sao chứ? Giang Hải vô cùng vui sướng, chỉ cần cô quan tâm anh, thì anh cũng đã vô cùng mãn nguyên. Cảm giác vô cùng mềm mại, còn có hạnh phúc. Cố Huyền như luống cuống bỏ tay ra, cảm thấy cả mặt mình muốn đỏ lên. Chiếc Cayenne lao ra khỏi trung tâm mua sắm, rời đi nhanh nhất. Chúng ta đi đâu, cố huyền như thấy có gì không đúng lắm. Đổi xe, nếu sửa sẽ thêm tiền mất, cố huyền như tiếc nuối, lẽ ra không nên mua xe đắt thế này, muốn làm gì cũng tốn tiền. Dù anh có nhiều tiền cũng không nên lãng phí. Lúc đó, sao anh lại đưa tiền cho họ, là họ sai mà. Cố vân lệ bị đánh, còn bị xỉ vả, tuy Giang Hải ra tay rất tàn nhẫn, nhưng cố huyền như vẫn sợ những người kia sẽ trả thù. Anh xử lý rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giang Hải tỏ vẻ nghiêm túc. Họ không chỉ muốn trả tiền lại, còn muốn xin lỗi cha mẹ nữa. Thật sự, cố huyền như không phải kẻ ngốc. Tất nhiên, anh luôn nhẹ nhàng giải thích mà. Vì xe mới nên chỉ có chút xăng chạy thử, cho nên khi gần tới showroom thì chết máy. Giang Hải đành nắm tay cố huyền như đi bộ một đoạn. Lần này, cố huyền như để cho Giang Hải nắm tay mình. Cố huyền như vừa đi vừa trầm tư, mình yêu anh ấy sao? Sau đó phủ nhận, cho rằng chỉ là không chán ghét anh. Cả hai biết nhau chỉ mới một tháng, còn chưa tới mức thân cận. Vậy mà khi nắm tay anh, cô cảm giác được sự an toàn, lại có chút thoải mái. Lần nữa vào showroom, mọi người dùng ánh mặt tò mò nhìn hai người giang hải. Giám đốc tiêu thụ ngẩng mặt đắc tí, mỉa mai nói chắc mua xong lại muốn đổi trả. Hai xe bán không đổi trả, họ chết chắc. Giang Hải xem như chó sủa bên tai, không nghe là được, không nên phí lời với John Ha. Nhưng nếu làm Cố Uyển như không vui, Giang Hải cũng sẽ làm con chó kia câm miệng lại. Linh Kha đi đến chào đón, trong lòng lo lắng, cẩn thận hỏi: "Thưa hai vị có việc gì không ạ?" "Tôi muốn mua thêm một chiếc, cô giới thiệu giúp tôi nhé." Chapter 14 thêm một chiếc xe. Mọi người đều tỏ vẻ kỳ quái. "Mua thêm? Quý khách, chiếc xe mới mua kia." Linh Kha bất ngờ nên muốn hỏi. Cố Uyển như kéo Giang Hải, "Anh nói gì thế?" Giám đốc tiêu thụ như tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt vô cùng xem thường, cho rằng họ giả vờ, xem đi, rõ ràng nghèo túng còn ra vẻ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô ta lại hối hận, ban đầu cũng do bộ dáng nghèo hèn nên bị khinh thường, cô ta bị mất đơn hàng. Giờ mua thêm xe, chẳng lẽ? Nhìn vẻ ngoài bần hàng xấu xí của Giang Hải, giám đốc tiêu thụ cảm thấy không có khả năng, cũng chẳng ai tiêu tiền kiểu đó được. Chiếc xe kia hết xăng rồi, tôi đỗ không xa cô cho người đưa vào sửa chữa nhé. Tất cả mọi người chấn động, gì chứ? Hết xăng. Bị va chạm xe, Cố Uyển Như cười gượng giải thích. Giang Hải kéo Cố Uyển Như dạo quanh một vòng, chiếc xe kia tốt hơn. Lamborghini Sien Roadster, Cố Uyển Như sợ hãi, chiếc kia là gì chứ? Còn đắt hơn chiếc đầu. Em có thể nói ra tên vậy thì em chắc chắn để ý nó. Giang Hải gật đầu, đưa thẻ cho Linh Kha, lấy chiếc đắt nhất cho tôi. Linh Kha suýt chút ngất đi, mua xe đó nha, anh ta xác định không phải mua rau. Chiếc xe đắt nhất mà mua không nghĩ sao? Anh ta đúng là chiều chuộng cô gái kia quá mà. Cố Uyển Như đúng là thích chiếc xe kia, nhưng giá tiền này cô quá choáng váng, đều là tiền đó nha, sửa lại chiếc xe kia là được, đừng mua, phí quá. Giang Hải đau lòng nhìn Cố Uyển Như, sao lại không đau lòng cho được chứ? Tiền, đối với Giang Hải chỉ là con số mà thôi, đối với Cố Uyển Như tiền để duy trì cuộc sống. Giang Hải để Linh Kha nhanh chóng làm thủ tục, giám đốc tiêu thụ tức hộc máu, nhìn Linh Kha với ánh mắt vé lửa. Hôm nay hai đòn hàng lớn đều vào tay Linh Kha, mà nó lẽ ra là của cô. Tốn rất nhiều tiền, cô lại thấy chiếc xe cô hàng ao ước lại ở trước mặt mình, đứng tên mình. Chỉ qua hai ngày, số tiền Giang Hải bỏ ra cô đã không đủ khả năng trả. Cô e là phải dây dưa với Giang Hải cả đời này. Đưa chìa khóa cho cố Uyển Như, anh nhẹ nhàng nói, vợ à, em lái nhé cầm chìa khóa nhưng lòng cố uyển như vẫn lo lắng anh lái đi giang hải đưa cố uyển như vào xe còn bản thân thì lại ngồi vào ghế phụ cố uyển như vô cùng căng thẳng cô già xe với tốc độ chậm chạp cô không dám đi nhanh vì sợ xe đụng phải thứ gì đó xe hỏng rồi giang hải lại muốn đổi xe thì làm sao đây giang hải chỉ dẫn sơ qua cho cô cố uyển như lại thành thạo hơn nhiều nhưng nhìn những chiếc xe vun vút bên cạnh cô lại lo lắng giang hải ngoặc kép anh đây, đừng phung phí nữa có được không? Được, nghe vợ cả. Giang Hải nghiêm túc gật đầu. Cố huyền như bối rối, chúng ta không phải vợ chồng thật sự. Ừ, vì thế sau này đừng xương vợ. Được, nghe vợ, Giang Hải vẫn gật đầu nói. Đứng bên ngoài, ngô mẫn vẫn thản nhiên. Cố thiết huy cười gượng gạo đứng bên cạnh. Ông ta tới để thuyết phục cố vân lệ. Đối với cố gia dự án kia không thể để mất nhưng chính mắt cố thiết huy thấy ngô mẫn đưa vợ chồng cố vân lệ về anh ta còn đích thân đứng bên ngoài cổng điều khiến cố thiết huy kinh ngạc là giang hải và ngô mẫn có quen biết cố hạo dân nhớ tới tấm hình kia nhìn thấy ngô mẫn mới phát hiện người mặc áo trắng kia là ngô mẫn sao con trai độc nhất của ngô gia ở thành phố giang tư lại bị vô sinh phải nhờ tới giang hải trốn vào một bên cố thiết huy lập tức gửi tin tức quan trọng này cho cố thụy long thầm nghĩ Giang Hải vận khí tốt thế nào mới có thể gặp được những người kia chứ. Ngay sau đó, Cố Thụy Long nhắn hại, làm theo hợp đồng. Giang Hải quen biết Ngô Mẫn, vậy chẳng phải Cố Uyển Như sẽ có quan hệ với Ngô gia sao? Thái độ Ngô Mẫn vô cùng khó hiểu, con trai độc nhất của Ngô gia ở thành phố Giang Tư lại ra vẻ vô cùng phục tùng Cố Vân Lệ, còn cái chi nhánh nhỏ bé kia giao cho Cố Uyển Như cũng chẳng có tổn thất gì mỗi còn phải chỉ 500 triệu có thể đổi về được dự án khu kia. Cố ra vẫn có lợi. Còn nếu cần, trở mặt sau khi hoàn thành dự án, không vấn đề gì. Nhưng nếu dựa vào cố uyển như mà tạo được quan hệ với ngô gia, như vậy cố gia cũng sẽ có lợi hơn, không phải sao. Cố uyển như đúng là chó ngáp phải ruồi, trước đây luôn tìm cho cố huyền như một tên vô dụng, nhưng chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn Giang Hải. Ông ta nhìn chiếc túi trong tay, thủ tục chuyển giao công ty cũng đã đem theo. Cố Thiết Huy nhìn một chiếc xe sang đang chạy chậm chạp, cứ như là mới biết lái xe. Thật phí tiền, nếu không biết lái xe thì cần gì mua xe đắt thế chứ? Nhưng chưa để ông ta kịp nghĩ tiếp, chiếc xe dừng lại trước mặt, là Cố Uyển Như. Ông ta không tin được vào mắt mình, còn người ngồi ghế phụ là Giang Hải. Thật sự là hai người họ, xe kia phải bằng một cái biệt thự, nó khác gì cái biệt thự di động chứ? Làm sao họ mua được chứ? Cố Thiết Huy cho rằng tiền kia do hai người làm gì không chính đáng mà có. Ông ta còn nghĩ có khi Giang Hải giàu lên nhờ buôn bán sao 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 và mô giới bác sĩ giỏi về hiếm muộn, vô sinh. Càng nghĩ càng cảm thấy Cố Huyền như có quan hệ mờ ám với Kim Huynh, thì ra Giang Hải cũng chỉ là kẻ ăn cơm mềm, chiếc xe kia do ông Kim Huynh mua cho. Giang Hải mở cửa cho Cố Uyển như, đó là sự yêu thương, sủng nịnh. Vào mắt Cố Thiết Huy lại là nhu nhược lấy lòng, chỉ là kẻ ở rể không hơn không kém. Cố huyền như nhỏ giọng tôi tự mở được. Giang Hải làm tài xế cho cô hơn một năm, việc mở cửa cũng quá bình thường, anh cũng chưa bao giờ thấy cố uyển như ngượng ngùng như thế. Anh vô cùng khó hiểu. Cố thiết huy bỗng nhiên thấy khó chịu khi cả hai lại hòa hợp đến thế, nhưng khuôn mặt vẫn cười bước lên, cháu vừa về à. Cậu út, cậu tới đây có việc sao? Cố huyền như khó xử, dù cô không là người cố ra nữa thì cố thiết huy cũng trưởng bối cậu đến đưa thủ tục cho cháy, chỉ cần cháu ký tên vào thì mọi thứ đều xong. Cố Thiết Huy nhìn Giang Hải rồi rút tài liệu ra. 500 triệu kia sẽ chuyển vô tài khoản của cháu sớm thôi. Giang Hải nhìn thấy Ngô Mẫn vẫn đứng ở cổng chờ, chẳng trách Cố Thiết Huy lại đổi tính. Cố Huyền Như đã cầm lấy tài liệu nhưng Cố Thiết Huy vẫn chưa đi. Giang Hải khẽ cười, ngày mai Kim Huynh sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Cố Thị, quay về đợi tin tức đi. Cố Thiết Huy chờ đợi chính là điều này, cậu về trước, sau này có thời gian sẽ tới. Cố Huyền Như nhìn ngô mẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, qua loa chào hỏi rồi mỉm cười lấy lệ đi vào nhà. Ngô mẫn nhẹ giọng nói, Tần Hạo hỏi tôi thân phận của anh. Giang Hải châm thuốc, ô, anh ta cho rằng ai cũng là quả hồng mềm sao. Ngô mẫn nhìn Giang Hải, biểu cảm như hiểu rõ. Tần Hạo còn có người em là Tần Hiên, cũng xem như là nhân vật máu mặt nhất ở thành phố Giang Tư ngô mẫn như muốn nhắc nhở giang hải giang hải lắc đầu muốn làm gì tôi họ không có tư cách tần hạo kia tôi thấy cũng dễ nói chuyện hơn ngô mẫn khó hiểu nhưng anh tự mặc định lời của đế vương luôn đúng đúng như giang hải nói ai có thể làm gì anh chứ có lẽ người đó còn chưa sinh ra lúc này tại trung tâm thương mại thành phố giang tư sau khi nghe điện thoại của ngô mẫn do hỏi thân phận thì ngô mẫn là không nói gì ra hồn tần hạo tức giận vẻ mặt hung dữ vô cùng. Nhưng để phòng ngừa nguy cơ, hắn ta đã cho điều tra kỹ. Người phụ nữ kia là người cố gia, đã bị đuổi đi, tên Giang Hải kia chỉ là tên lái xe quen, lại còn ở rể. Thật tức chết hắn mà. Tao, sẽ giết, mày và cả nhà mày. Vì bị gãy răng, nên nói chuyện cũng không rõ ràng, tuy mạnh miệng mắng nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra, còn có nụ cười bá đạo của Giang Hải, tần hạo bất giác run cả người. Tần Hiên mang theo đàn em hùng hổ đi tới, anh nói đi. Thằng nhãi kia ở đâu, em tới xử nó. Co bắp cuồn cuộn, vẻ mặt tàn nhẫn, hùng hổ dọa người. Tần Hiên chính là ông trùm của thành phố Giang Tư, mọi người hay gọi là Hiên Ca. Thấy anh trai bị đánh tới mức thê thảm thì càng tức không chịu được. Tuy hình ảnh không rõ lắm, nhưng tấm thẻ kia vẫn hiển thị những hoa văn ký hiệu đặc biệt. Nhìn cái này đi, anh em Tần Hạo có được ngày hôm nay không phải là đồ ngu ngốc họ đều từ tay trắng làm ra. Tần Hạo thông minh nhanh nhẹn, Tần Hiên đánh đấm tốt, một hắc một bạch hỗ trợ lẫn nhau. Họ có sự nhạy bén trời cho, mùi nguy hiểm là thứ họ nhận biết rõ, chỉ cần đi sai một bước, vạn kiếp bất phục. Tần Hạo luôn cảm thấy Giang Hải không hề đơn giản như vậy, cũng chưa dám làm bừa. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn ta, ngô mẫn vì sao tôn kính Giang Hải thế kia. Thậm chí hắn nhận ra là có chút sợ hãi. Trong thẻ kia có bao nhiêu tiền, giang hải hành sự dứt khoát mỗi hành động đều vang dội hầu như không hề để ý hậu quả tấm thẻ kia có ý nghĩa gì ký tự đó rất đặc biệt hai anh em nhìn nhau không nói lời nòi vẫn mãi suy nghĩ thất hồn anh biết nó không tần hiên hỏi thất hồn chợt hoang mang khi thấy hình kia nhưng sau đó lại vờ như không có gì anh ta nói chưa từng thấy qua tần hiên mất bình tĩnh hét lên đừng có tự dọa mình thành phố Giang Tư này an hem chúng ta là số một. Anh thì lại có cảm giác nguy hiểm, Tần Hạo cố nói rõ từng chữ. Đi đến ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện chứ? Nếu đụng tới người không nên đụng, hậu quả không gánh nổi. Tần Hiên cảm thấy anh trai quá mức sợ sệt, anh không cần quá cẩn thận vậy. Tần Hạo nghiêm túc nói, nếu không cẩn thận, chúng ta chết trăm lần rồi. Bao lần suýt chết rồi hả? Hai anh em chúng ta dễ dàng sao? dù có làm sao cũng phải giữ được cái mạng này. Cứ vậy mà nhìn sao, Tần Hiên to giọng muốn đi, vậy em đi túm thẳng nhãi ngô mẫn kia, em sẽ đánh nó một trận, không tin nó không khai. Chapter 15 Cố Tùng Khoan, Tần Hạo suy nghĩ nói, không nên làm chuyện như vậy, cũng không cần nóng vội. Em nên báo cho Hồng Tam Lão Ma Lão Tam một tiếng. Tần Hiên khinh thường nói, Hồng Tam Lão, hắn là cái thá gì, lẽ ra em nên khử hắn lâu rồi nhìn hắn là ngứa mắt vô dụng lại hay nịnh nọt nhưng ngay sau đó tần hiên thấy tần hảo bí hiểm cười thì liền hiểu anh muốn hồng lão tam ra tay trước để mở đường được hồng lão tam còn nợ em chuyện này không khó tần hiên tìm tới hồng tam lão tên này lại ra vẻ vui mừng lấy lòng hành động có chút quá đáng cứ như thân thiết vô cùng tần hiên cũng không nhiều lời kể ngắn gọn chuyện xảy ra cho hồng tam lão giang hải mẹ kiếp tên này ở đâu ra lão tam anh biết người này, Tần Hiên cảm thấy mọi chuyện thật dễ dàng, không khó như anh của hắn nghĩ. Hồng lão Tam lắc đầu khinh bỉ, chưa gặp nhưng cũng có một mối làm ăn khác có liên quan. Tên Cố Hữu kia, vừa bị đánh đã thành tên phế vật, quá vô dụng. Hiên ca, dù cùng là người trong giới hắc đạo nhưng Hồng lão Tam cũng phải gọi Tần Hiên một tiếng, Hiên ca. Giang Hải kia, gây chuyện gì với anh sao? Tần Hiên vẫn không lộ cảm xúc hồng lão tam cười thần bí tôi có nghe nói chuyện một người lái xe đâm thẳng vào trung tâm thương mại gặp chuyện đó lẽ ra anh bằng thây nó tại chỗ luôn chứ hiếm thấy anh bình tĩnh như thế này tần hiên nhìn mắt hồng tam lão trong lòng thầm mắng trước sau gì hắn cũng diệt lão chết tiệt này lão tam khi nào anh red ai được tác phong của anh trước giờ đều là nhanh gọn không cần nôn nóng như vậy chuyện gì cũng có cách giải quyết hồng lão tam có hành động khiếm nhã với người phụ nữ bên cạnh hưởng thụ cảm giác được những người phụ nữ kia anh em làm việc gì cũng cần chút chút bồi dưỡng tần hiên khó chịu với cách nói chuyện cùng hành vi của hồng lão tam ông ta thật quá khoe khoan cách nói chuyện cứ hở ra là văng tục lại còn những câu chửi thề trên miệng không nôn nóng hồng lão tam muốn một công đôi việc nhận tiền hai đầu hồng lão tam hình như anh quên chuyện lúc trước tần hiên không chịu thua kém đáp lời hồng lão tam anh có lẽ cũng hiểu có ơn phải báo chứ nhỉ chẳng lẽ để anh em chúng tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác sao suốt lời tần hiên bỏ đi mặc kệ hồng lão tam cố huyền như đang nói chuyện với cố vân lệ giang hải cố ý nhẹ nhàng đi vào để nghe xem hai người nói gì về anh lôi nhân hào thấy anh thì ra hiệu giang hải ngồi xuống nhìn giang hải cũng không nói gì lôi nhân hào rất thông minh ông nhận ra mọi thứ có dính dáng tới giang hải thậm chí có thể giang hải đã sắp xếp mọi thứ lôi nhân hào không nói gì Giang Hải cũng không muốn nói. Cha cứ nói, con biết cha có chuyện. Lôi Nhân Hào hỏi, tại sao tiếp cận Uyển Như? Con muốn sủng cô ấy, bảo vệ cô ấy." Giang Hải thành thật nói. "Tại sao?" Lôi Nhân Hào hỏi. "Cô ấy rất quan trọng với con, chuyện 5 năm, năm trước trên con thuyền kia." Lôi Nhân Hào vô cùng lo lắng, nhìn phía cửa, cũng bất ngờ với chuyện này. "Ông nhỏ giọng, cậu bia, sao lại biết?" Chuyện Uyển Như bị bắt cóc, tại sao lại biết? Giang Hải cười nhạt, cô ấy đã cứu mạng con ngay tại trên chiếc thuyền đó. Cha yên tâm, con không hề có ý xấu, mục đích cuối cùng của con là muốn được đem lại hạnh phúc cho Uyển Như. Lời hứa này Giang Hải đã cố gắng 5 năm giữ lời. Lôi Nhân Hào suy nghĩ một lúc lâu sau mới hỏi, Uyển Như biết chứ? Cô ấy không biết, Giang Hải cũng không giấu giếm nói, Uyển Như thấy nợ con ân tình, cũng được, ít ra cô ấy bên cạnh con. Lôi Nhân Hào gật đầu, chuyện của 5 năm trước tốt nhất đừng nhắc lại. Giang Hải hiểu ra, có lẽ Cố Vân Lệ không hề biết Cố Uyển Như bị bắt cóc. Mẹ con Cố Uyển Như đi ra, Giang Hải và Lôi Nhân Hào nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu, chuyện kia sẽ mãi mãi không nhắc tới nữa. Công ty con đã chính thức hoạt động, Cố Uyển Như là tổng giám đốc, Ngô Mẫn là người đầu tư vốn và xưởng. Rất nhanh, chuyên viên cùng chuyên gia đã đến tập đoàn Ngô thị phụ trách công việc của công ty con hợp đồng hợp tác dự án khu với bên Hàn Quốc cũng đã ở trước mặt Cố Uyển Như. Giang Hải đã nói Kim Huynh sẽ hợp tác với tập đoàn Cố Thị, nhưng không ai phát hiện, anh cũng chưa nói là công ty nào của Cố Thị nha. Anh em cố ra chờ đợi tin tức này không biết sẽ thế nào. Có lẽ họ quên, công ty con của Cố Thị vẫn là công ty Cố Thị, chỉ là không còn phải nộp doanh thu về cho công ty mẹ mà thôi. Giang Hải, anh và Ngô Tổng quen nhau, Cố Uyển Như tò mò hỏi. Giang Hải cũng không cần nghĩ gì, nói ngay, lúc anh khó khăn, thì ngô mẫn lại thuộc dạng hiếm muộn, lại thấy anh vô cùng có khí chất và tiềm năng. Được rồi, lần sau anh thay kịch bản khác đi, cố huyền như làm sao tin được. Tuân lệnh vợ, Giang Hải tỏ dớ vô tội, trước kia, anh không xu dính túi, anh lại vô cùng tiềm năng. Thôi, anh không cần nói. Tuân lệnh vợ, ngoặc kép ngoặc kép, cố huyền như không quan tâm Giang Hải, chỉ quan tâm đến công việc hợp đồng được ký kết rồi sẽ phải chuẩn bị thi công công việc tiếp theo mới chỉ là bắt đầu thôi cố huyền như hiểu mọi chuyện đều nhờ giang hải bây giờ không còn phải lo lắng về tài chính cũng không còn lo về thuốc men của lôi nhân hào nữa nhưng cô vẫn lo lắng sợ bản thân làm không tốt vì chỉ có làm tốt mới báo đáp ân tình của giang hải cố huyền như vô thức nhìn giang hải cô cảm thấy quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa kia sẽ thế nào còn tại cố thị mọi người chờ kim huyên nhưng mãi không thấy đâu còn nhận được tin Kim Huynh đã ký hợp đồng với Cố Uyển Như và còn tăng chi phí hơn 30% so với dự kiến hợp đồng ban đầu. Cố Huyền tức giận ném vỡ đồ, chết tiết, dám qua mặt chúng ta. Ông ta luôn tiếc số tiền đã bỏ ra cho Hồng Tam lão xử lý Giang Hải, thực sự một tên lái xe quèn thì không đáng chút nào. Nhưng giờ đây, Cố Huyền cảm thấy việc bỏ thêm tiền xử lý Giang Hải cũng không có gì quá đáng. Băm thầy Giang Hải mới làm ông ta hả dạ. Công ty còn đã bàn giao, dự án lại ký với công ty đó, giờ thì tốt rồi, tốt lắm. Cố Hạo Dân lạnh lùng nói. Anh nói gì vậy hả? Cố Thiết Huy muốn lật bàn. Chưa hiểu, Cố Hạo Dân cũng vỗ bàn đứng dậy. Không khí xung quanh rất căng thẳng. Bỗng nhiên, Cố Huyền có điện thoại, gì cơ? Cha tỉnh rồi. Cố Tùng tỉnh sao? Căn bệnh kia thật kỳ quái. Sau đó, mấy người Cố Hạo Dân nhận tin Cố Tùng muốn gặp các con mình. Đây là việc lớn, anh em cố ra lập tức về biệt thự Luxury. Khoan, cố Thụy Long dừng lại. Có phải nên gọi em giá tới cùng không nhỉ? Khi nghe điều này, cố Hiển nổi giận, ý chú là gì? Cố hạo dân nhíu mày, cha chưa từng nhận lại đứa em gái này. Chuyện tài sản kia, uyển như. Cố Thụy Long luôn bình tĩnh, nhưng ánh mắt luôn tỏ vẻ khinh thường những người này. Bọn họ vô cùng ngu ngốc. Ông ta rừng dưng nói, muốn tiếp tục hợp đồng mỗi tháng chu cấp tiền hay muốn cha chỉ chia một phần cho uyển như mọi người đều im lặng nhân này hủy hợp đồng đi không chừng ngày nào đó cha nếu cố tùng lại mắc bệnh lạ anh em cố ra chỉ biết trơ mắt mà nhìn cố thụy long nói đúng bây giờ chỉ cần lời nói của cố tùng hợp đồng đó chắc chắn sẽ bị hủy chuyện này phải nhanh chóng xử lý đêm dài lắm mộng không nên để quá lâu công ty con thì mất hoàn toàn dù gì cũng chả có gì ngoài cái vỏ rỗng nhưng mỗi tháng mất 500 triệu thì quá là đau lòng. Cố Huyền nghiến răng, gọi Vân Lệ, bảo cha nhớ nó, nhớ đem theo hợp đồng kia. Chỉ cần xé nó đi, thì mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Cố Thiết Huy cười lạnh, chỉ cần cha biết đứa cháu quý hóa kia lừa gạt chúng ta, thì sao nhỉ? Còn nữa, Uyển Như đã kết hôn, thế hôn ước mà cha đã định ra cho nó. Tại công ty con của Cố Uyển Như, mọi người đều tất bật công việc, chỉ có Giang Hải rảnh rỗi ngồi chơi, nghịch điện thoại rồi lại ra vẻ mệt mỏi chán trường. Nhưng khi nhận điện thoại của cố vân lệ báo ông ngoại tỉnh và muốn gặp họ, cô vô cùng vui mừng. Cả cố gia kia chỉ có ông ngoại yêu thương cô. Giang Hải biết chuyện cần mang hợp đồng theo, anh cũng hơi ngờ vực, anh cũng không nói gì, từ từ sẽ rõ mọi thứ. Cả hai lên xe về nhà, đưa vợ chồng cố vân lệ tới biệt thự Luxury. Dù cố vân lệ bị đuổi khỏi cố gia nhưng bà được quay về cố gia, được gặp cha là điều bà vui mừng nhất bà vô cùng kích động, cố tùng nhiều ngày nằm đó ốm tới thê thảm, da bọc xương. nhưng vì đã tỉnh lại và ăn uống bồi bổ một chút nên đã tốt hơn, nhìn rất có khí sắc. cố huyền nhìn thấy giang hải lại hận không thể giết chết anh. cố huyền như vội nắm tay cố tùng, nhìn ông ngoại lòng cô vừa đau lòng vừa vui mừng. nhưng trái ngược với sự kích động kia, cố tùng lạnh tanh, huyền như ông ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe. cố huyền như lau nước mắt cố tùng không biểu cảm chất công ty con tách ra cho cháu vâng cố uyển như ngậm ngùi là mọi người cố tùng không hề quan tâm tình thân cũng không hề quan tâm cố uyển như giao lại hợp đồng ông ngoại cô không hề tin được vào chuyện xảy ra ông ngoại không hề nghe cô cũng không bảo vệ cô như cô nghĩ cố uyển như nếu như có lựa chọn đã không nghe theo giang hải bộ dâu cố tùng run lên vô cùng tức giận đem hợp đồng ra đây cố uyển như lấy hợp đồng ra cô cùng thất vọng, ông ngoại chưa hề nghe cô giải thích. Cố Tùng giật lấy được hợp đồng, đưa cho Cố Thiết Huy. Cố Thiết Huy thẳng tay xé nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chapter 16 tột cùng của thất vọng. Cháu muốn hút máu cố thị sao? Cố Tùng trách cứ. Không, không phải, Cố Huyền Như khóc nức nhìn Cố Huyền, đều là cậu ép cháu. Cố Hạo Dân lạnh lùng nói, cháu không nên đổ oan cho chúng ta, không ai làm gì cháu cả. An ổn mọi người, Cố Uyển Như kiên cường chất vấn, mọi người làm gì đã quên cả rồi sao? Cố Tùng nhìn mọi người, cũng chất vấn có chuyện gì? Cố Vân lệ nước nở khóc, nét mặt của Lôi Nhân Hào rất bình tĩnh, vỗ về an ủi bà. Những khác chỉ biết im lặng. Cố Thụy Long bối rối, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cha. Cố Tùng lớn tiếng quát, có chuyện gì? Cố Thụy Long quay sang Cố Uyển Như, cười gượng, Uyển Như kết hôn rồi kết hôn, với ai, cố tùng vô cùng tức giận, cảm thấy lồng ngực muốn bùng nổ. Cố Thụy Long giả vờ đau lòng, cứ như có khổ mà không nói được. Cố Hiển nhìn Giang Hải, ậm ừ, cưới một tài xế cũng ở rể. Đồ khốn nạn, cố tùng vô cùng tức giận, nếu không phải quá yêu thì ông đã lao vào đánh chết mấy đứa con trời đánh này. Nhưng cũng không quên ném mọi thứ vừa được về phía cố Uyển như. Cô sợ hãi, nếu như không trốn, thì những vật kia đủ ném chết cô anh em cố ra đều tỏ vẻ đắc ý, cho dù cố uyển như có làm gì cũng vô dụng. Đừng mơ chia tài sản với họ. Ông ngoại, cháu là bị ép, bị các cậu ép. Cố uyển như hét lên, vô cùng ấm ức. Cố hạo dân lạnh lùng nói, ô, ép, ai ép, cháu là đứa bé lên ba sao. Cố uyển như vô cùng bất lực, cô biết họ đã đồng lòng ép buộc cô tới đường cùng thì cô có làm gì cũng vô dụng. Chính mọi người dùng sinh mạng của cha con để ép con. Cô Thiết Huy kỳ quái nói, phế vật chẳng phải sờ sờ ra kia sao? Cố Thụy Long nói, chúng ta ngu ngốc sao, lại làm mất dự án, còn gả cháu cho tên lái xe để mọi thứ như thế này sao? Uyển Như với thằng vô dụng kia lấy dự án kia, chúng nó là cùng một bọn. Uyển Như, dự án kia là sao? Cô không biết làm sao mở lời với Cố Tùng. Bọn người cố gia đã cáo trạng trước, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cố Uyển Như. Cố Tùng nhìn cố Uyển Như trong mắt không phải là tình thân, mà là chán ghét. Uyển Như chuyển nhượng dự án cho tập đoàn, Cố Tùng lạnh lùng nói, sau đó xin lỗi các câu, mọi chuyện cứ thế đi. Ngay cả Cố Uyển Như cũng hiểu ra, Cố Tùng muốn lấy lại dự án, cũng muốn cắt đứt mọi quan hệ với mình. Cố Uyển Như đã kết hôn nên cũng không còn giá trị lợi dụng. Thì ra là vậy, Cố Uyển Như chua sót, thì ra cuối cùng chỉ là cháu có bao nhiêu giá trị lợi dụng thôi sao? Nhìn thấy Cố Uyển Như khóc nấc giang hải cũng không có ý định can thiệp vào chuyện của cố gia trong một gia đình biến thái thiếu tình người này thì việc hơn thua không còn quan trọng cứ như cha vợ để mẹ con cố uyển như hiểu ra sự thật đợi đến khi hoàn toàn thất vọng rồi cũng sẽ tốt thôi nếu không tổn thương nữa trong lòng cố uyển như đã hoàn toàn thất vọng rồi khóc khô nước mắt sau đó cười khổ đã vậy cháu cũng không cần nữa ta đã quá dễ dãi với cháu rồi để cháu muốn làm gì làm đem giấy bút ra cho nó viết chuyển nhượng. Cố Tùng uy nghiêm ra lệnh. Cháu không viết, cố huyền đờ đẫn nhìn cố Tùng. Cố huyền mắng, vân lệ, con gái tốt của cô đấy, mẹ nào con nấy mà. Cố huyền như đang tức giận, ép buộc sẽ chỉ phản tác dụng. Nhưng cố vân lệ lại khác, bà ta nhu nhược đến đáng ghét. Vân lệ, cố Tùng lạnh nhạt, còn vẫn không hề nghĩ cho cố ra, cho cha sao. Cố Thụy Long bước tới, giữ chặt cố vân lệ em nói huyền như giao lại dự án kia đi anh cầu xin em đấy nói xong cố thụy long như sắp quỳ xuống ông ta muốn cố tùng chán ghét cố vân lệ hơn cố vân lệ vội vàng đỡ ông ta dậy anh làm gì vậy huyền như con chuyển nhượng đi cố vân lệ vẫn chọn chịu đựng cố huyền như nhìn sang giang hải cô không có chỗ dựa nào cả chỉ có anh giang hải biết không thể im lặng nữa nếu anh không làm gì thì càng không thể ghi điểm với cố huyền như dự án của tôi, thỏa thuận hợp tác ký với tập đoàn Hàn Quốc có ghi rõ đổi chủ thì phải có sự đồng ý của họ. ngoặc kép quyền chủ động rơi vào tay anh hiện tại Cố Huyền Như đang đối đầu với mọi người, mọi thứ không quay lại được nữa. cậu chính là chồng của Huyền Như, Cố Tùng hỏi Giang Hải không nói gì chỉ thở ơ ông ta không xứng để Giang Hải phải để tâm. Cố Tùng muốn mắng cũng không thể mắng được tức giận vô cùng. Cố Thiết Huy nhìn Giang Hải tỏ ra nguy hiểm, cha, Uyển Như mới mua một chiếc xe trị giá hơn mấy tỷ, tiền này. Cố Thụy Long khẽ nói, em gái còn mua biệt thự ở Hoàng Kim Giáp, là căn nhã hoàng nữa, vô cùng đắt đỏ. Uyển Như, làm sao cháu có tiền? Cố Tùng chất vấn. Nhiều năm qua, những thứ kia là thứ Cố Uyển Như không bao giờ có đủ khả năng mua. Nghi ngờ cháu làm gì công ty sao? Cố Uyển Như cười nhạo, cháu tia ép xúc được tài chính công ty sao? Cố Thụy Long nhìn Cố Hiển cố nhịn cười, "Cha, Cố Hữu bị chồng của Cố Hiển như làm cho tuyệt tự, không thể nối dõi tông đường được nữa rồi, Cố Hữu nó bị nát bi rồi." "Nát bi là thế nào?" Cố Tùng kinh ngạc. Cố Thụy Long thầm vui mừng, Cố Tùng nhìn Cố Hiển. Cố Hiển nhìn Giang Hải như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Hữu bị thằng khốn này đánh thành phế phẩm rồi." Cố hạo dân nắm tay cố tùng như an ủi, thằng khốn này nó đánh cố hữu ngay vào ngày đầu làm rể. Cha chỉ có ba đứa cháu trai, vậy mà. Cố tùng rất coi trọng người kế thừa, luôn cưng chiều ba đứa cháu trai, nghe được tin này, bảo ông không tức giận là chuyện không tưởng. Cố tùng nhìn Giang Hải bằng ánh mắt thù hận, người tới. Cha, cho dù cố hiển hận Giang Hải nhưng ông ta biết nếu làm gì Giang Hải, thì chuyện chu ra kia sẽ lộ ra, cố hữu sợ là đến mạng cũng không giữ được, còn liên lụy cố ra, cố ra làm sao chống lại chu ra nên cố hiển đành nói nhỏ vào tai cố tùng chuyện này cố tùng nhíu mày nhìn về phía cố uyển như quát cút từ giờ mày không được bước chân vào cố ra nửa bước tao không có đứa cháy như mày cha cố vân lệ khóc càng lớn cố hữu thực sự đã có ác ý với uyển như uyển như cũng như cô đều là đồ vô dụng cố tùng tức giận quát bọn vô dụng cút khỏi đây ngay cố vân lệ chỉ biết khóc nấc lên cố uyển như tức giận đỡ cố vân lệ đang khóc lóc đau đớn đi ra ngoài giang hải đỡ lôi nhân hào sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của cố tùng được được lắm danh con cố ra không dễ động vậy đâu giang hải quay người cười đáp lại muốn trả thù e là ông không còn nhiều thời gian đâu cố mà nhanh lên cố tùng giận run lên bệnh nặng vừa khỏi mà giang hải trù ẻo ông ta những gì giang hải nói là sự thật Giang Hải truyền vào người ông một ít năng lượng để ông ta tỉnh lại mà thôi. Lúc này, Cố Tùng trông có vẻ ổn, nhưng thực tế ông ta như đèn dầu trước gió. Cố Tùng rất nhanh sẽ phải chết hoặc sống ngắc ngoài. Thằng khốn, Cố Tùng thở gấp. Ông ta chỉ vào Cố Hiển, mày lại đây, lại đây, lại đây. Cố Hiển bước tới. Bốp, Cố Tùng một cái tát mạnh dáng xuống, vô dụng, không bảo vệ được con trai, mày có ích gì chứ? Mày còn muốn thừa hưởng gia sản cha, tất cả đều là do cái tên tài xế đó." Cố Thụy Long cười với ông ta, "Cha, đừng tức giận hại sức khỏe, cha nghỉ ngơi chút đi." Cố Tùng vơ đại một thứ gì ném về phía Cố Hiển, "Mày chết đi. Cút, cút khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mày nữa." Cố Hiển chán nản rời đi. Cố Thiết Huy khó chịu, Cố Tùng luôn quan tâm đến con nối dòng, bốn anh em, ông là người duy nhất không có con trai. Lúc trước, Cố Tùng rất thiên vị Cố Hiển bây giờ cố hữu bị phế rồi cố tùng liền trở mặt theo tình hình này nếu cố tùng chết cố hiển sẽ không được chia tài sản thừa kế còn mình không có con trai thì sao cố tùng hỏi tình hình của tập đoàn cố thị sau đó tức giận thở phì phì ra lệnh anh hai làm chủ tịch hội đồng quản trị anh ba tiếp quản vị trí tổng giám đốc tập đoàn cố thị đổi chủ cố hiển mất ghế đã bị loại khỏi cuộc chơi còn cố thiết huy thì bị lãng quên trong lòng cố thiết huy không phục Ánh mắt nhìn cố Tùng chỉ có sự thù ghét Cố Thụy Long cười nhẹ Ông già khỏi bệnh thật là đúng lúc Cố Huyền như đã bị tống cổ ra khỏi cố gia Cố Huyền đã bị loại Cố Thiết Huy vô dụng Trong mắt cố Tùng chỉ có cháu trai Chỉ cần dọn dẹp thêm cố hạo dân Khi cố Tùng chết Toàn bộ tài sản của cố gia đều là của ông ta Chapter 17 Anh muốn Cố Thụy Long ẩn ý nhìn cố hạo dân Cha, công ty không nên phân chia Cần quy về một mối một người quyết định là đủ chủ tịch và tổng giám đốc không thống nhất được quan điểm thì sao ý chú là gì cố hạo dân nhìn ông ta tôi chết rồi sao anh hai nên theo sắp xếp của cha chứ em cũng chỉ muốn tốt cho cố ra cố tùng cau mày nói thẳng cố thụy long tỏ vẻ lo lắng tình hình công ty thế nào ai cũng biết cần nhất là vực dây công ty nhưng dự án lớn kia đã bị bé uyển như lấy mất rồi con muốn đề xuất nếu ai có thể lấy lại dự án này sẽ thành người đứng đầu công ty có quyền điều phối công ty như vậy cố thị mới có thể phát triển được cố thụy long giải thích cha cố tùng nhìn cố hạo dân rõ ràng là bị lời nói này làm cho lay động rồi con đồng ý cố hạo dân bắt buộc phải đồng ý trong lòng thầm mắng tự nhủ sau khi nắm quyền công ty sẽ đuổi tất cả các người cố tùng gật đầu cứ thế đi cố thụy long ẩn ý mỉm cười Cố Hạo Dân rất tức giận, Cố Tùng đuổi hết mọi người ra ngoài, tự bản thân suy nghĩ. Thật ra Cố Tùng đã lập một bản di chúc, nhưng nó chỉ là để cho người khác xem thôi. Đẩy Cố Uyển Như lên vị trí cao cũng chỉ là để rèn luyện một chút, đợi được gả vào gia đình giàu có sẽ không bị coi là bình hoa di động. Nếu Cố Uyển Như có thể có chỗ đứng trong công việc kinh doanh của nhà chồng, chẳng phải sẽ mang lại lợi ích cho Cố ra sao? Mọi công sức của Cố Tùng như đổ sông đổ biển nếu cố tùng biết các con trai phá hỏng mọi kế hoạch của mình có khi tức tới chết rời khỏi biệt thự luxury cố hiển bực bội tên khốn giang hải kia tao nhất định phải giết chết mày không tao muốn mày sống không bằng chết cố hiển đã mất hết tất cả con trai và quyền thừa kế đều không còn nữa ông ta hận giang hải đến tận xương tủy cố hiển điên cuồng như thể muốn đồng quy vô tận với giang hải gọi cho hồng lão tam cố hiển nói anh tam chuyện kia chúng ta nói Mẹ kiếp, vội cái gì? Hồng Tam lão có chút bực bội, cái gì cũng từ từ, cứ bỏ của thì ít mà đòi làm nhiều. Mẹ kiếp, đạo lý đó không hiểu sao. Cố Huyền cũng không muốn dây dưa, bọn họ đều không sợ gì cả, một hai lời không thuận tại là sách sao lên giải quyết. Cố Huyền cười nói, anh Tam, tôi có thể thêm tiền, nhưng tôi có chút yêu cầu. Vị trí đẹp nhất của Hoàng Kim Giáp Lân, căn biệt thự vô cùng lộng lẫy, do Ngô Mẫn chuẩn bị, cuối cùng đã bàn giao, tất cả mọi thứ đều là đồ mới, chỉ cần mang theo đồ dùng hàng ngày là có thể dọn vào ở được rồi. Tâm trạng của Cố Vân Lệ cũng đỡ hơn rất nhiều, bà mua đồ muốn nấu một bàn tiệc mừng tân gia. Giang Hải ăn hết bát này đến bát cơm khác. Anh thích ăn cơm thế sao? Từ từ thôi, Cố Uyển như nhỏ giọng. Thật ra, anh nhớ nắm cơm kia. Giang Hải nghiêm túc. Anh ăn sạch không còn một hạt cơm nào trong bát rồi mới đặt bát đũa xuống, hài lòng vỗ vỗ bụng. Mẹ, sau này mẹ chuẩn bị nấu đồ bổ để bồi dưỡng cho cha, còn sẽ đưa thực đơn theo đơn thuốc. Đơn thuốc gì cơ, cố huyền như tò mò. Giang Hải nói nhỏ, công thức để sinh con trai, anh cũng ngủ uống vài thang. Cố huyền như đỏ mặt ngại ngùng, cô lơ đi để che giấu lung túng. Vị bác sĩ sẽ điều trị cho lôi nhân hào cũng sắp tới thành phố Giang Tư rồi, cố vân lệ nói sáng sớm mai sẽ đi những thứ trong đơn thuốc. Sau đó, cố huyền như làm việc quên mình hiện công ty chỉ có dự án kia cố uyển như muốn làm càng nhanh càng sớm, mọi giai đoạn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đêm khuya, Giang Hải ngồi một mình, nhìn bóng cố uyển như, anh cảm thấy mình giống oán phụ. Cố uyển như vặn vặn cái cổ mỏi như, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Đến lúc này, cố uyển như phát hiện biệt thự chỉ có hai phòng ngủ. Vợ chồng cố vân lệ ở tầng 1, còn Giang Hải và cố uyển như ở trên tầng 2. Mà phòng tắm trên tầng 2 ở trong phòng ngủ, vách ngăn ở giữa là một tấm kính trong suốt rất lớn. Giang Hải sớm đã phát hiện ra thiết kế này, anh cảm thán ngô mẫn thực sự rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần mở đèn ở trong, thì nét hú lượn in bóng lên rèm. Giang Hải nghĩ là muốn tăng huyết áp. Cố huyền như đỏ mặt như quả cà chua, đuổi Giang Hải ra khỏi phòng ngủ, khóa cửa lại. Giang Hải đang khóc thầm trong lòng, thầm hận ngô mẫn làm quá đáng, kiểu gì cũng bị đuổi. Cái tên ngô mẫn này đúng là không hiểu lòng người giang hải thở dài đường đường là đế vương của thế giới ngầm phụ trách việc buôn bán mọi thứ ở phương đông anh luôn giữ mình trong sạch loại phụ nữ nào mà anh chưa từng gặp qua sao anh có thể làm việc bỉ ổi như thế này được áp tai vào cửa anh rất căng thẳng ngô mẫn có cần phải làm thế không chứ thật là lãng phí đến tiếng nước chảy cũng không nghe thấy được không được nhất định phải dạy dỗ ngô mẫn tệ quá nghĩ giang hải anh là loại người gì hừ tôi cần làm thế sao phòng tôi cơ mà giang hải lẩm bẩm giang hải lo lắng đi qua đi lại còn nằm bò trên mặt sàn nhìn vào trong vợ ơi em xong chưa giang hải khẽ gọi một lúc anh lại gọi vợ ơi giang hải gọi không biết bao nhiêu lần cửa phòng rốt cục cũng được mở ra vợ à anh cũng muốn tắm tắm đi cố uyển như tránh sang một bên để anh đi vào giang hải cười thầm vợ à em tốt quá này em đi đâu vậy giang hải tắm Cố Uyển như muốn tạm tránh đi. Sau Giang Hải khi tắm rửa xong đi ra thì Cố Uyển như ngủ trên bàn làm việc. Anh đang định bế Cố Uyển như nhủn chưa kịp làm gì cô ấy đã thức giấc. Vợ à, vào phòng ngủ đi, ở đây rất lạnh. Giang Hải trong lòng không yên. Anh ngủ trên giường đi. Cố Uyển như ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ ngày hôm sau phải đi mua một cái giường nhỏ về. Giang Hải nhìn giường lớn lại thấy nuối tiếc, đành chịu đựng vậy, dù sao không thể quá nhanh được giang hải đành mỗi người một góc trong lầm vô cùng khó chịu sáng hôm sau một người đang đợi giang hải ở vườn sau chính là thất hồn hẳn là tần hiên vô cùng ngạc nhiên vì đây chính là đàn em của hắn ta thất hồn để lộ một hình xăm hung ác hiện ra thất hồn xin ra mắt đế vương giang hải gật đầu thiên ưng môn sẽ nghe theo cậu cứ kế hoạch cũ mà làm chỉ những người đứng đầu khu vực phương đông mới biết rõ sự tồn tại của đế vương kinh tế Chợ đen, anh chính là tất cả, là đế vương của thế giới ngầm. Nhưng chưa phải là tất cả. Đế vương không chỉ là danh xưng một người, mà còn là một thế lực, luôn độc lập không liên minh với bất kỳ ai hay thế lực nào, tồn tại như một sự mình chứng với sứ mệnh giữ gìn, bảo vệ phương đông. Ngay cả những người đứng đầu các quốc gia cũng đừng mở là đối thủ cả đế vương. Nói cho đúng, đế vương không hề có kỵ gì cả. Sau khi quay lại biệt thự đã thấy Cố Uyên như đang ngồi vào bàn ăn, đồ ăn cùng đã bày lên. Lúc này lôi nhân hào đem ra món thịt xào ớt, con rể, nếm xem có hợp khẩu vị con không, lâu ngày không làm nên tay nghề cũng mai một dần rồi. Sao lúc nãy con không thấy, con cũng lâu rồi chưa ăn món này của cha. Không được, chỉ có nhiều đây thôi, con rể ăn còn chưa đủ, con sao có phần được. Lôi nhân hào né tránh đôi đúa của Cố Uyên như đang vòi tới miếng thịt bảo vệ đĩa thịt an toàn hạ cánh trước mặt Giang Hải. Cố huyền như nhìn Giang Hải, lại khó hiểu nhìn cha mẹ. Thái độ này khá lạ, cha mẹ không thích Giang Hải cơ mà. Thay đổi nhanh thế sao? Vì Giang Hải mua nhà và xe hay vì điều gì? Quá thiên vị nha, con là con ruột mà. Cố huyền như thăm dò. Giang Hải thè lưỡi, cố tình bắt trước khuôn mặt của tiểu nhân đắc chí. Cố huyền như hừ một cái, cha mẹ thật dễ dụ dỗ, mới đó đã thay đổi rồi. Lôi Nhân Hào vờ như không nghe thấy, "Con rể, ăn cái này đi, món này vân lệ." "Cảm ơn cha." Giang Hải rất tự nhiên. Được Ngô Mẫn giới thiệu, nhiều công ty muốn đấu thầu các dự án phụ trong dự án lớn của công ty Cố Uyển Như làm. Ngoài xem bản vẽ, còn tổ chức một cuộc họp đi hiện trường. Có rất nhiều việc và vấn đề cần xử lý trong một dự án, mà dự án lớn thì càng cần lầm tốt hơn. Cố huyền Như có Ngô Mẫn giúp đỡ, nên mọi việc vô cùng dễ dàng. Giang Hải như một lái xe đơn thuần, công việc của anh chỉ là chờ đợi Cố Uyển Như. Hai chiếc xe dừng ngay trước Giang Hải, một người thò đầu ra khỏi cửa xe. Mày là Giang Hải, một người hung dữ, có hình xăm vô cùng hung tợn, càng làm cho tên này đáng sợ. Giang Hải không thèm để ý, cứ như chăm chú nghịch điện thoại, nụ cười vui vẻ. Mẹ kiếp, nói, mày là Giang Hải, tên này hung tợn đe dọa. Cút, Giang Hải nói. Người đàn ông mặt sẹo nhìn bức ảnh trên tay xác định cẩn thận là nó. Nhanh chóng có tốt người nhảy ra, tay cầm vũ khí như sẵn sàng chém giết. Tên kia, lão tam muốn gặp mày, đi, gã túm cổ áo Giang Hải. Bụp, động tác rất nhanh, hầu như không ai thấy được Giang Hải đã làm gì, chỉ thấy tên bạm trợn kia bay ra xa mấy mét, còn là bay cực nhanh. Chapter 18 thất bại quay về. Bọn tao là đàn em lão tam, mày dám tên khác cầm dao lên sông tới. Giết nó, đánh, bốp, bốp, chỉ trong nháy mắt, chỉ còn một tên đứng trên mặt đất. Đám đàn em đều nằm lê lết trên mặt đất, tiếp tục năm sáu người khác sông lên, Giang Hải còn không thèm nhìn, đã đánh bọn chúng nằm bẹp. Kẻ cầm đầu nhìn thấy vô cùng sợ hãi, hai chân mềm như bún, run cầm cập, lúc này Giang Hải thu điện thoại về, cảm thấy chuyện ở đây làm cố huyển như phân tâm rồi. Về nói với lão Tam, đừng tìm đường chết sau khi khảo sát hiện trường, Cố Huyền như cùng mọi người quay lại. Thấy nhiều người la liệt nằm dưới đất vô cùng thê thảm, Cố Huyền như hỏi có chuyện gì thế kia? Không rõ, tự dung tới nằm đây, thật lạ nha. Giang Hải mở cửa xe cho Cố Huyền như. Giang Hải ân cần nhắc nhở, dưới đất rất lạnh, mọi người đừng nằm mãi thế. Trong lúc này, Hồng Tam lão cầm sấp tiền nhìn Cố Huyền. Sao vậy Cố đại gia? Còn phải ra vẻ đạo mạo sao? Hồng Tam Lão hành hạ cô gái bên cạnh rồi đẩy qua cho Cố Hiển, bên cạnh Cố Hiển lại có thêm hai cô gái xinh đẹp. Nhưng Cố Hiển hiểu rõ đạo lý, chơi gái thì nên tìm gái sạch mà chơi. Gái của những người kia sẽ sạch sao? Cố Hiển ngượng cười, chỉ nhìn vào điện thoại của Hồng Tam Lão chờ đợi. Cố Hiển chi thêm rất nhiều tiền muốn bắt Giang Hải đem về. Cái ông ta muốn không chỉ là trả thù, mà là tự tay trả thù. Hồng Tam Lão cũng đã cho người đi làm việc, Cố Hiển nghiến răng dữ tợn nghĩ đến lúc gặp Giang Hải, ông ta cần làm gì? Thấp thỏm không yên, ông ta có vẻ mất kiên nhẫn. Chuông điện thoại reo, Hồng Tam lão cười tươi giói, nhưng lại không vội trả lời, cứ để điện thoại reo liên tục trên bàn. Cố đại gia, ông yên tâm, lão Tam tôi làm ăn uy tín, giải quyết nhanh chóng. Mẹ kiếp, ông thích bi nó xào món gì tôi sẽ làm cho ông. Cố hiển lo lắng, nhưng ông ta chỉ có thể nhìn Hồng lão Tam, mong hắn có thể trả lời điện thoại thật nhanh, nhưng lại không dám nói. Danh tiếng lão tam ai mà không biết, lợi hại nhất nhì cái đất này. Mẹ kiếp, tôi thích ha ha ha. Hồng tam lão cười to, tay chân lại không yên hành hạ người phụ nữ bên cạnh. Sau đó, hắn nhận điện thoại vô cùng đắc ý, tự đắc như thể mọi chuyện đang trong tầm tay. Nhưng trái ngược với sự đắc thắng của hắn, tên đàn em đầu dây bên kia run lập cập, giọng nói đứt quáng, lão tam, hỏng rồi. Anh em đều bị thương tích, không còn ai hả, hồng lão tam không ngờ mất mặt trước cố hiển, không tin vào tai mình, hắn ta tức giận, còn bao nhiêu người, mình, tôi, chết tiệt, vô dụng, hồng tam lão đập nát điện thoại, tên cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, những tên đàn em bị thương đã được đưa đi bệnh viện, bác sĩ điều trị và thăm khám, nhưng điều lạ lùng, mọi người đều bị thương cùng một chỗ, còn không lệch chút nào, cố hiển chưa kịp mừng thì gương mặt lại đưa ra, đang nghĩ giang hải sẽ chết chắc ai ngờ lại thành ra như vậy. Lão Tam, cố hiển nghi ngờ nhìn Hồng Tam Lão, chẳng lẽ một đám du côn lại còn thua một tên lái xe quen. Hồng Tam Lão khí thế hừng hực, tức giận muốn nổ tung nhìn cố hiển thêm tiền đi. Tôi dùng toàn lực giết hắn, lần này không thất bại rồi. Cố hiển kinh ngạc, không ngờ tên Hồng Tam Lão này vô cùng bị ổi, giá cả xong xuôi vẫn muốn thêm tiền. Hồng Tam Lão dư tợn vô cùng, mẹ kiếp, tôi tổn thất anh em như thế, vẫn đang hoàn thành việc cho ông, ông không thêm tiền thì ai thêm. Cần bao nhiêu? Cố Hiển Toát mồ hôi hột. Âm thầm tự nhủ, chỉ cần trừ được Giang Hải thì thêm tiền cũng không sao cả. 500 triệu, Hồng Tam lão dứt khoát ra giá. Một thanh niên ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, nhìn như một công tử bột, nhìn móng tay như đang soi mói. Đan Lục, đến lượt cậu đi rồi, đem tên khốn kiếp kia về đây cho tôi. Hồng Tam lão nổi tiếng tàn độc nhất Giang Tư này nhưng ít ai biết được cánh tay đắt lực của hắn ta luôn thay hắn xông pha chính là đan lục này. Không phải không có người muốn giết Hồng Tam Lão, mà là không có khả năng cùng không dám. Bất kỳ ai có ý định khiêu khích cũng trở thành một thi thể đầy máu. Đan lục cứ thế yên lặng rời đi. Mẹ kiếp, nhớ chuyển tiền cho tôi. Hồng Tam Lão hung ác nhìn cố hiển. Đừng quên là 500 triệu. Hồng Tam Lão đập bàn, ông dám quên, hay cố ý quên, tôi chắc chắn cho ông nếm mùi lợi hại. Cố Hiển lúc này mới thấy hối hận, đúng là không nên dính vào những kẻ như Hồng Tam Lão, nhưng đã bước lên thuyền nào dễ xuống. Đành cắn răng nghe lời. Ông ta nhanh chóng chuyển tiền, tự an ủi chỉ cần trừ được Giang Hải thì những gì ông làm đều xứng đáng. Chợt Cố Hiển nghĩ ra một chuyện cực kỳ xấu xa, nở nụ cười âm hiểm. Chỉ cần có thể loại bỏ Giang Hải, chút tiền này không đáng là gì. Ánh mắt của Cố Hiển trở nên hung tợn, nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, khóe miệng cũng nở một nụ cười nham hiểm. Hồng Tam lão thực sự có năng lực để ngạo mạn đắc ý, đó không phải chỉ là lời nói suông. Sau khi chuyện Giang Hải xử lý xong, vậy người cố ra có chuyện gì đó, cho dù cố thị có tụt dốc vẫn rất có giá trị, nụ cười cố hiển càng sâu hơn. Đan Lục đã đến trước công ty con của cố thị, được giao lại cho cố Uyển Như, sau khi cố Uyển Như tiếp quản đã đổi bảng tên thành công ty MS. Đến quầy lễ tân, Đan Lục bày ra khuôn mặt ưa nhìn, kết hợp với ngoại hình bắt mắt, càng khiến người ta có ảo giác như đây là một chàng trai mềm yếu ở đây có ai là giang hải không giang hải thực sự lễ tân không biết giang hải vậy cố huyền như có ở đây không đan lục cười cợt hỏi như không có gì cô lễ vì thấy anh quá soái như vô thức nói cố tổng không tôi không thể nói là cố tổng ở trong văn phòng nhưng vị soái ca này anh là ai đến chỗ chúng tôi làm gì thế tìm người không được sao vì công ty vẫn ở trụ sở cũ nên không quá lớn có thể nhìn thấy bảng tên tổng giám đốc ngay từ bàn lễ tân lúc này đan lục lộ vẻ mặt hung tàn cho đến khi đan lục đi một đoạn thì cô lễ tân mới đuổi theo anh không được phải hẹn trước đan lục cứ thế đi thẳng tới văn phòng của cố uyển như trong văn phòng cố uyển như đang bận công việc dự án lớn nên việc cũng rất nhiều còn giang hải thì vô cùng nhàn rỗi ở một góc chơi điện thoại tuy đan lục không biết giang hải nhưng biết cố uyển như hắn biết chỉ cần túm được cố uyển như thì giang hải sẽ xuất hiện cố uyển như nhìn thấy đan lục khá lạ anh là ai đan lục đi về hướng cố uyển như cũng không đáp lời trong tay áo lộ ra con dao sắc bén hành động nhanh chóng kề dao lên cổ cố uyển như rồi hét to giang hải cố uyển như vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng giang hải lạnh lùng hình như tôi vô hình rồi nhỉ Đan lục nhận ta Giang Hải đang đứng ngay cạnh mình, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng nhìn Giang Hải, sau đó đẩy cố Uyển như ra, nhanh chóng ra tay với Giang Hải. Đan lục dùng dao muốn đâm thẳng vào Giang Hải, sát khí ngập trời. Giang Hải lạnh lùng, cảm nhận sự máu lạnh kia trên người đan lục. Đế vương của giới ngầm thì có gì không thấy qua, nhưng một tên trẻ tuổi như đan lục lại có sát khí cùng sự khát máu tàn nhẫn kia, hiếm có khó tìm. Khi con dao cách một chút nữa chạm vào Giang Hải thì lại bị trứng lại, thì ra Giang Hải dùng bút đâm thẳng vào nách của Đan Lục. Chẳng lẽ cậu thích siết chóc vậy sao? Giang Hải thờ ơ như đang nói chuyện phiếm. Đan Lục vẫn không chút biểu cảm dư thừa, rất mạnh, được lắm. Định cho rằng tôi nên vui khi chết trong tay cậu. Giang Hải tiếp tục đâm sâu vào, gần như lún cây bút. Giang Hải mỉa mai, thật sự không đủ thực lực, lại còn nhàm chán, như khúc gỗ, nên kêu rên hay gì chứ nhỉ, chắc là lần đầu bị dị vật không phải vũ khí đâm vào đúng không? Không sao, đau cứ lên tiếng. Hay là cậu thích? Dao găm bung ra, muốn đâm thẳng vào tim Giang Hải. Cây bút kia đâm lún vào người đan lục, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Đan lục muốn nhịn đau đổi lấy mạng của Giang Hải. Nhưng hắn ta đã đánh giá quá cáo bản thân, con dao kia chưa chạm tới da thịt Giang Hải, thì con dao đó lại cắm xuyên bàn tay đan lục, thậm chí con dao còn bị xoáy sâu, làm cho vết thương bị đụt lỗ, Cuối cùng, mũi dao xuyên bàn tay đan lục đâm mạnh vào bả vai, làm tay hẳn bẻ ngược, lòng bàn tay dính chặt vào bả vai, xem như đây là quà gặp mặt. Đan lục không nhìn ra động tác của Giang Hải, nhanh tới mức hắn không thấy được gì cả. Đồng tử có rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Giang Hải. Đan lục không sợ chết, máu hay nguy hiểm hắn trải qua rất nhiều, nhưng nổi sợ của đan lục hiện tại cứ như một con chuột nhìn thấy con mèo, sợ hãi tột cùng. Ánh mắt Giang Hải lạnh lẽo, nụ cười tà mị giết để cậu thành một kẻ tàn phế vô dụng có khi tốt hơn nhỉ đan lục chém giết gây tội rất nhiều người cho nên kẻ thù của hắn ngoài kia nhiều vô số chỉ chờ hắn thất thế sẵn sàng trà đạp hắn cho hắn sống không thành chết giang hải ra tay nhẹ như thế chỉ vì không muốn cố uyển như thấy cảnh máu me nếu không đan lục kia có lẽ đang nằm trong vũng máu rồi đan lục bỗng nhiên thốt ra thiên lương sai Giang Hải hung ác quát, biến. Đan lục khó khăn đứng lên, bỏ đi không dám quay đầu lại. Vết máu nhỏ giọt, tuy nhỏ nhưng rất chói mắt, cố huyền như sợ hãi, nhìn đan lục đang bị thương lảo đảo đi. Mọi thứ quá nhanh, chưa đầy 5 phút, mọi thứ đã xong. Nữ lễ tân nhìn thấy thì bất ngờ, vừa sợ hãi. Lại nhìn thấy Giang Hải ở kia, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Giang Hải trước khi đóng cửa lại, lạnh giọng dọn dẹp hành lang đi. Ổn rồi, em làm tiếp đi, Giang Hải dứt lời, cầm cây lâu nhà bắt đầu lau đi vệt máu vương trong phòng. Cố huyền như vẫn chưa hồi thần, giọng nói hơi run, đó là ai? Sao lại làm thế với tôi? Chắc là ai đó ganh tị vợ anh xinh đẹp tài giỏi mà thôi. Giang Hải lấp liếm. Chapter 19 Hồng Lão Tam tự tìm đường chết. Trong phòng VIP, Hồng Tam Lão đứng ngồi không yên, hút hết xì gà vẫn không có tin tức, chưa bao giờ hắn ta lại lo lắng như vậy đan lục là cánh tay đắt lực của hắn chưa bao giờ lại im ắng như thế nhưng trong lòng hồng tam lão cũng có chút tự tin sót lại đan lục là người thế nào chứ dù là đánh không được cũng sẽ thoát được cả giang tư không một ai là đối thủ của hắn còn cố hiển vẫn nơm nớp lo sợ chờ đợi trong hồi hộp ông ta hết nhìn đồng hồ lại nhìn hồng tam lão mồ hôi không ngừng tuôn ra lão tam lão tam một tên đàn em của hắn chạy sộc vào vẻ mặt không tốt lắm hồng tam lão cảm giác có điểm xấu mà đuổi sao nói mau thấy tên đàn em ấp úng khó nói hắn lên tiếng đan lục trở về xảy ra chuyện gì sao anh lục bị thương nặng tên đàn em còn không dám nói quá lớn sợ rằng làm hồng tam lão không vui sẽ trút giận lên đầu mình mẹ kiếp nó đâu hồng tam lão vẻ mặt không tin được như ăn phải ruồi bọ anh lục về về nhà rồi giọng nói run run của tên đàn em càng thêm hoang mang nhà chính là nơi ẩn nấp khi có chuyện không hay xảy ra rõ ràng chỉ khi cần thiết mới về nhà hồng tam lão bắt đầu cảm giác có nguy cơ giang hải có thể làm cho đan lục bỏ về nhà chứng tỏ thực lực không phải dạng vừa nhưng điều làm hắn ta sợ hơn là không có đan lục thì chuyện sau này sẽ ra sao kẻ thù của hắn quá nhiều nếu họ tìm tới hồng tam lão vội vàng đi như bay đi Hắn muốn lánh đi, phải chờ Đan Lục quay lại cạnh hắn, bản thân hắn hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, không thể lo quá nhiều được. Lão Tam, lão Tam, Cố Hiển gọi với theo nhưng vẫn không kịp với tốc độ của Hồng Tam lão. Cố Hiển ngây người, nếu Hồng Tam lão bỏ đi như thế thì rõ ràng mọi chuyện đã không còn hy vọng nữa. Đan Lục kia lại thua. Hồng Tam lão đang chạy thì chợt nhớ gì đó, quay vội lại văn phòng, nhét hết tiền vào một ba lô lớn gấp gáp cứ như nếu hắn chậm một giây có thể sẽ chết chắc. Hắn vừa đi ra bắt gặp một người qua đường, làm hắn giật bắn người, đúng là chim sợ cành cong. Hồng Tam lão chạy bạt mạng tới một căn biệt thự nhỏ ở trong khu ven rừng, rất khó nhận ra. Hồng Tam lão phải đi vòng vèo mất một ngày mới tới nơi, khi đi vào biệt thư vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Hồng Tam lão nhìn thấy đan lục bị thường vội vàng hỏi chuyện đã xảy ra. Đan lục biến sắc, sợ hãi tột cùng, người này không đụng chạm được nếu không chúng ta chết chắc. Hồng Tam thấy vết thương của đan lục chỉ được băng bó qua loa vội đứng dậy, mẹ kiếp, tôi đi tìm bác sĩ. Đừng, đan lục đã bị phế toàn bộ, gân tay chân đều bị cắt đứt, các khớp đều như vô dụng, không được để bất kỳ ai biết chúng ta ở đây, nếu không cũng chẳng còn mạng rời đi. Tên khốn tần hiên hại chúng ta, nó đừng hỏng yên ổn. Hồng Tam lão quá mức tức giận. Hồng Tam lão cho rằng tần hiên muốn hại mình, nếu không tại sao lại không tự đi đối phó Giang Hải lại nhờ hắn chứ? Hắn gọi cho Tần Hiên. Tần Hiên đang ở phòng làm việc của Tần Hạo, đã sớm mất kiên nhẫn. Tần Hạo không cho anh ta tự ý hành động, bên Hồng Tam lão lại chẳng có chút tin tức nào. Đang định tìm Giang Hải thì Hồng Tam lão gọi đến. Tần Hạo nhìn qua gật nói, có lẽ ổn rồi. Tần Hiên vẻ mặt thả lỏng, "Đấy, anh cứ lo hảo, để em xử lý có phải nhanh hơn không?" nhưng vừa nghe điện thoại của Hồng Tam Lão, Tần Hiên đã bị chửi mắng đe dọa. Hắn ta còn cảnh cáo Tần Hiên, nếu không ổn thỏa vụ này, hắn sẽ không để yên. Tần Hiên có tức mà chưa kịp nói thì Hồng Tam Lão đã ngắt tín hiệu. Ông ta điên à, Tần Hiên nói lại cho Tần Hảo nghe về thái độ của Hồng Tam Lão. Nhưng Tần Hiên thực sự vẫn chưa hiểu Hồng Tam Lão muốn nói gì. Tần Hảo thay đổi thái độ, như thở dài, Giang Hải này không nên động, may là chúng ta không trực tiếp ra tay. Tần Hiên vẫn kiên quyết không nghe, gì chứ? Em sẽ tập hợp an hem, cho nó thê thảm. Tần Hảo ngăn cản, có biết động não không? Chúng ta là nhất sao? Có những người không thể chọc thì đừng dại động vào, có ngày chết không biết tại sao mình chết đấy. Tần Hiên không cho là đúng, nói văn vẻ cho hay, cứ nói thẳng là sợ đi, anh trai anh ta sợ, chứ anh ta không sợ. Lăn lộn bao năm có gì chưa gặp, còn sợ một tên không chút tiền đồ kia sao? Tần Hạo nhanh chóng gọi điện, chuẩn bị một thẻ một tỷ, một thẻ mua hàng 600 triệu. Gấp, tôi muốn có ngay. Anh làm gì? Tần Hiên sững sờ. Còn làm gì? Không xin lỗi tên Giang Hải kia thì làm gì? Anh còn chưa muốn chết đâu. Tần Hạo sợ hãi nhớ lại lúc đó, Giang Hải nhấn mạnh nếu không đến đúng hẹn sẽ tính lãi. Tuy bị đánh và vũ nhục thế kia làm Tần Hạo tức giận, nhưng anh ta vẫn nhớ tới Giang Hải khi đó đã nói gì, với thái độ thế nào. Anh ta không quên được, Tần Hiên không chịu được lên tiếng, sao lại xin lỗi? Chúng ta cần phải làm thế sao? Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không cần làm thế. Tần Hảo nghiêm giọng, tại sao Hồng Tam lão trở mặt? Chẳng lẽ chú không nghĩ thử xem? Chỉ là tổn thất vài người mà thôi. Hồng Tam lão là người ra sao? Anh em họ còn không rõ sao? Hồng Tam lão cái gì gọi là nghĩa khí chứ? Không có, hắn ta chỉ nghĩa khí với tên đan lục kia, mà cũng không gọi là nghĩa khí gì đó, suy cho cùng vì Đan Lục có giá trị lợi dụng mà thôi. Chẳng lẽ tên Đan Lục kia xảy ra gì rồi? Tần Hiên ngăn cản anh trai, khoan đã anh, biết đâu tên Giang Hải kia chỉ có chút võ vẻ, ngoài ra chả có gì thì sao? Nếu thực sự có tiềm lực, tại sao lại đi ở rể? Đan Lục bị gì đó hay không cũng chưa chắc mà. Tần Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tần Hiên như có dự tính gì đó. Tung tin Đan Lục gặp chuyện Tần Hiên như hiểu ý, anh muốn dẫn kẻ thù của Hồng Tam lão đến. Nhưng họ tin sao? Tần Hạo mỉm cười đắc ý, Hồng Tam lão gây thù còn ít sao? Họ cũng sẽ điều tra, nếu Đan Lục không sao thì coi như tin nhảm, nếu có chuyện thật, kha kha. Tần Hào đoán đúng, những kẻ có thù với Hồng Tam lão đều sôi sục điều tra, cả vị trí căn biệt thự cũng tra ra, chỉ thiếu dẫn người đến lục soát, nhưng họ đều chậm một bước. Đêm tối như ẩn như hiện, thích hợp giết người nha một bóng người xuất hiện trong biệt thự của hồng tam lão khăn mặt tháo xuống sừng sững đứng đó nhìn hồng tam lão và đan lục như hai kẻ đã chết thất hồn là thất hồn hồng tam lão sợ hãi gọi tên người kia thất hồn hầu như không được nhiều người biết nhưng hồng tam lão là một trong số ít biết đến thất hồn và khả năng của anh ta đan lục lê thân người cầu xin tha cho lão tam xin hãy giết tôi đều phải chết thất hồn lạnh lùng đáp hồng tam lão vãi cả ra quần Sợ tới mức không đứng nổi, tôi không thù hằn gì với Tần Hiên cả, sao lại? Thất hồn vun dao, tìm Diêm Vương sẽ rõ. Vệt nhỏ trên cổ Hồng Tam lão cứ thế tuôn máu, hắn ta ngã xuống. Âm thanh dao vụt trong gió, hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Đủ sâu, anh che giấu rất tốt, ai cũng bị lừa, thì ra anh và hắn ta đều là một bọn. Đan Lục ngay lúc chết mới hiểu được, Thất hồn giấu không chỉ năng lực mà còn có thân phận thật đầu của đan lục lăn long lóc. Một lúc lâu sau, những kẻ thù của Hồng Tam Lão và đan lục vây ngoài biệt thự. Hai người bọn họ kết thù bao nhiêu người có lẽ cũng không kể xiết. Thông tin đan lục bị thương bị tung ra, thì những kẻ này kéo tới. Mọi việc kinh doanh của Hồng Tam Lão dừng lại, không ai biết hai người đã đi đâu. Cũng không ai biết người tung tin đồn, cho họ vị trí căn biệt thự kia. Kẻ thù tụ tập đến đây chỉ muốn mạng của hai người bọn họ nhưng vào biệt thự thì chờ mọi người chỉ là hai cái xác lạnh ngắt. Trên tường còn có ký hiệu đáng sợ bằng máu tươi, nhìn như hình một thiên sứ đọa quỷ. Ngoài ra, còn có những hành vi dơ bẩn của Hồng Tam Lão trong nhiều năm qua được viết bằng máu tươi, có thể thấy máu của hai người kia không đủ để viết hết tội trạng của họ. Tại biệt thự Hoàng Kim Giáp Lân, đêm khuya, vì cố huyền như cần đi tắm, nên Giang Hải chỉ có thể ở bên ngoài tưởng tượng, thật là quá khó chịu. Muốn hại chết anh mà khi cố uyển như xong xuôi cô mặc một bộ đồ kín cổng cao tường hầu như không hề lộ chút da thịt nào giang hải tiếc nuối sao lại không phải là váy ngủ chứ anh đi tắm đi cố uyển như thúc giục thực ra giang hải đã tắm từ trước chỉ muốn chờ cố uyển như mà thôi anh nắm lấy tay cô chúng ta đi ngủ nha tôi ra ghế sofa cố uyển như quyết đoán anh cứ ở phòng ngủ giang hải không thể chịu thiệt thòi được anh có chút hối hận vẫn là căn nhà nhỏ kia tốt, dù gì hai người cũng cùng phòng với nhau, cũng không có phòng khách mà phân chia. Không được, không cho em ngủ phòng khách, Giang Hải cố chấp. Cố Huyền như cười, vậy anh ngủ sofa. Cô nhanh chóng đẩy Giang Hải, rồi đóng sầm cửa lại. Anh không chịu đi, cứ như thế đứng ở ngoài, cho đến khi Cố Huyền như không chịu được mở cửa cho anh, vẫn là như cũ, anh ngủ dưới đấy, cô ở trên giường. Giang Hải bức rứt không thôi, có nhà đẹp, giường ấm Vợ yêu mà lại phải làm bạn với nền nhà lạnh ngắt. Còn có nhìn mà không được ăn, thật quá xui xẻo. Nhưng không sao, ít ra hôm nay vẫn còn được nằm cùng phòng, mà phòng lại quá rộng, vậy là sự xa cách càng lớn rồi. Giang Hải thăm dò, thấy Cố Huyền Như chưa ngủ thì nhỏ giọng, "Vợ ơi." "Ừm," Cố Huyền Như đáp lại, xoay người chờ Giang Hải nói chuyện. Giang Hải cười gian manh hỏi, "Em yêu anh có được không?" "Vô vị," Cố Huyền Như mặc kệ Giang Hải sau đó cố huyền như cũng khó ngủ được bản thân cô tự hỏi liệu mình sẽ yêu giang hải chứ cố huyền như không rõ nữa nhưng cô biết giang hải làm mọi thứ đều vì cô cô cảm nhận được giang hải không đơn giản có thể mua sắm những thứ xa xỉ kia thì chắc chắn phải là người có tiền còn có thân phận nữa tuy là dùng tiền để xử lý nhưng cô cảm thấy anh rất chân thành làm mọi thứ cũng vì cô và gia đình cố huyền như cảm nhận rõ chân tình kia không chỉ là tiền tài mà là sự chân thành tuyệt đối với phụ nữ gặp một người vì mình làm tất cả vì mình mà có thể làm những điều nguy hiểm sao lại không động tâm nhưng với người có tiền thế kia thì có lẽ phụ nữ theo anh rất nhiều nhỉ suy nghĩ miên man một lúc cố huyền như lại ngủ lúc nào không hay trong giấc mộng đẹp cô thấy mình như nàng công chưa nhỏ giang hải nuông chiều hết mực muốn gì được đó giang hải vô cùng ấm áp an toàn sáng hôm sau Giang Hải dậy từ sớm, nhìn thấy đồ ăn theo đơn thuốc được chuẩn bị xong cho lôi nhân hào. Cố vân lệ hỏi Giang Hải rất nhiều, chỉ sợ mình làm sai sẽ ảnh hưởng sức khỏe lôi nhân hào. Chapter 20 có kẻ cần thuốc đặc biệt. Giang Hải lái xe chở Cố Uyển như đến công ty, anh đi rất chậm, muốn nắm tay cô lâu hơn một chút. Dường như hai ngày nay đã thành thói quen. Vừa tới nơi, nữ lễ tân đã chào đón Giang Hải vô cùng niềm nở. Anh Giang, trưa nay anh dỗi không? Giang Hải khó hiểu. Nữ lễ tân tỏ vẻ đang yêu ngượng ngùng, em định mua một bộ váy, nhưng không biết thế nào, muốn nhờ anh đi cùng xem sao. Đổi lại em mời anh ăn trưa. Giang Hải nhìn cố uyển như tôi. Nữ lễ tân vẫn nhỏ nhẹ hỏi, có được không anh? Giang Hải dứt khoát nói, được. Cố uyển như nghe rõ hai người đang nói gì, nghe thấy Giang Hải đồng ý, cô đột một dừng lại, anh đi mua mì bên tiệm Hoàng Sương, một lý cà phê ép bên tiệm Thanh Nhã. Mì, cà phê ép hai tiệm này đều ở hướng ngược nhau lại còn rất xa có thể nói một nơi ở đầu thành phố một nơi cuối thành phố cố huyền như quay người vào văn phòng của mình đóng sập cửa lại cô hơi phân tâm không biết bản thân làm sao nữa chẳng lẽ thực sự cảm thấy giang hải là của mình cô nếu giang hải có người khác anh ấy cũng sẽ rời đi cũng không còn nắm tay cô cũng không gọi cô là vợ không còn cùng phòng nữa nhưng cô luôn mong ngóng điều này mà, sao giờ lại thế này? Cô bị làm sao thế? Giang Hải đi vào, Cố Uyển Như cũng không nghĩ nữa mà cắm đầu làm việc, ánh mắt có chút hoảng hốt như sợ bị bại lộ gì đó. Giang Hải nhìn thấy mọi thứ, anh tỏ vẻ đắc ý, cứ thế ngồi sofa chơi điện thoại. "Đến giờ trưa, Giang Hải nói, "Vợ ơi, đi ăn mì nhé." "Không," Cố Uyển Như cũng không thèm nhìn anh. Giang Hải gian xảo cười, "Vậy anh đi trước nhé." Khi Giang Hải tới cửa thì Cố Uyển Như ngẩng đầu nhìn. Đứng lại, Cố Uyển Như theo phản xạ bộp miệng nói. Giang Hải cười hỏi, sao thế? Cố Uyển Như cảm thấy bản thân bị hớ, nên kiếm cớ tôi muốn ăn cơm, anh trả tiền đi, tôi quên mang thẻ rồi. Nhà hàng Thủy Tạ nổi tiếng khắp thành phố Giang Tư, nơi có đồ ăn ngon nhất, nguyên liệu cao cấp nhất, một bữa ăn ở đây vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng có khả năng chi trả. Cố Uyển Như luôn nhớ món bít tết ở đây. Chỉ một lần đến từ lâu lắm rồi nhưng cô vẫn nhớ. Nhưng đến đây rồi thì Cố Uyển Như hơi hối hận vì giá cả đi khá đắt. Cố Uyển Như tự trách bản thân quá mức cảm tính, cứ như giận hờn con nít. Nhưng Giang Hải thấy Cố Uyển Như ái ngại thì Giang Hải chủ động gọi món, anh không muốn vì giá cả làm cô thấy ái náy. Khi bữa ăn đang thì một giọng nói quen thuộc vọng tới. "Cố tiểu thư, có duyên nha, sao lại vinh dự được gặp cô ở đây rồi?" Cố Uyển Như lịch sự cười đáp, nhưng trong ánh mắt vẫn không tránh được sự chán ghét, tên Trương Huy Vũ cùng cố hữu đều cùng một loại người. Tên Trương Huy Vũ này luôn chiếm đoạt cố uyển như. Cố tiểu thư, lâu ngày không thấy em, tôi tương tư em đến chết mất. Trương Huy Vũ không thèm nhìn Giang Hải, cứ thế ngồi cạnh cố uyển như. Chuyện cố ra thì hắn đều nắm trong lòng bàn tay, bao gồm cả việc cố uyển như lấy chồng, còn có cố hữu bị nát bi. Nhưng hắn ta không sợ, với hắn, chỉ một tên lái xe quèn thì không có gì đáng lo cả cố uyển như khó chịu chuyển chỗ ngồi cạnh giang hải cảm thấy tên này thật kinh tởm không có một điểm tốt đẹp nào anh tự trọng cho đừng để tôi phải xem anh kẻ có bệnh trương huy vũ không ngại lời lẽ khó nghe của cố uyển như em đoán quá đúng anh là do em làm bệnh đó nha chỉ có thân thể em chữa được bệnh cho anh thôi vừa nói hắn ta vừa với tay định nắm lấy tay cố uyển như nhưng lại bị giang hải túm lấy tay trương thiếu anh có bệnh hay thiếu đánh tôi có thể xử lý tốt nha trương huy vũ biến sắc bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra mày không có tư cách nói ở đây giang hải cười lạnh tay càng ra chút lực bóp chặt tay của trương huy vũ từ từ nào tôi thấy có vẻ sức khỏe của trương thiếu có vấn đề thật hình như là có biểu hiện của suy thận giang hải cười gian xảo ánh mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng mày suy thận cả nhà mày suy thận trương huy vũ kinh ngạc bị nói chúng lại ra sức không thừa nhận a à, a à trương thiếu nên để tôi khám một chút nào cổ tay của trương huy vũ sắp gãy rồi giang hải hỏi có phải cảm thấy đau lưng người mệt mỏi à hiện tại anh cảm thấy tốt hơn rồi đúng không sinh khí ổn hơn rồi chứ trương huy vũ trở nên bình tĩnh lại những gì giang hải nói đều đúng với cảm nhận của hắn chẳng lẽ lời giang hải nói đều thật với một người chuyên ăn chơi chắc táng gái gú rượu chè thì việc ảnh hưởng sức khỏe là điều sớm muộn mà thôi chẳng qua mức độ nghiêm trọng ra sao tùy vào thể trạng cùng cường độ thật ta trương huy vũ biết bản thân yếu sinh lý bao lâu nay đi nhiều bác sĩ giỏi cũng không có chút tác dụng hắn tẩm bổ thế nào cũng không khả quan hơn vậy mà giang hải chỉ đụng vào người hắn lại biết được sờ qua chút lại thấy khỏe người hơn trương huy vũ vô cùng khó hiểu cứ cho là đúng vậy thì nên làm sao trương huy vũ bình tĩnh hỏi ngược cứ xem như chưa có chuyện gì giang hải mỉa mai có bệnh nên thành thật với bác sĩ muốn chữa thì phải có tâm chữa chứ nhỉ trương huy vũ nhìn cố uyển như cảm thấy thông tin kia vô cùng chính xác cố uyển như lấy một thằng vô dụng làm chồng thật sự muốn cưỡi lên người cô hắn nghĩ thế lại nhìn giang hải thế anh có cách chữa sao trương huy vũ nói như không có gì xảy ra cố uyển như vô cùng tò mò về chuyện giang hải biết y thuật cô thật sự không tin tưởng lắm giang hải tỏ ra thần bí đơn giản có cách, 800 triệu, Giang Hải xoa cầm ra giá nhẹ tinh. Trương Huy Vũ rất muốn mắng chửi người, giá kia khác gì ăn cướp chứ. Nhưng hắn thấy được cảm giác một chút thoải mái ở thắt lưng, năng lượng cơ thế như tràn đầy sinh khí. Cảm giác tin tưởng được tăng hơn. Chỉ cần có thể khỏi bệnh, 800 không thành vấn đề. Trương Huy Vũ mong đợi nói. Giang Hải làm động tác đòi chi tiền ngay. Trương Huy Vũ cắn răng nói vừa chuyển tiền qua điện thoại, anh nhớ rõ, phải hiệu quả, nếu không anh sẽ không biết mình chết ra sao đấy. Hắn ta tự cho trương gia khó động vào, dù gì cũng là một gia tộc bề thế, hắn đủ tự tin nghiền nát Giang Hải dưới chân, nên không sợ Giang Hải dở cho quỷ. Thậm chí, Trương Huy Vũ còn nảy lên ý đồ xấu xa sẽ đè cỗ uyển như dưới thân mà hành hạ ra sao. Giang Hải không để ý tới lời đe dọa kia, chỉ cười tươi trói mắt. Thấy có tin báo tiền đã vào tài khoản thì Giang Hải nói, đưa giấy bút đây. Trương Huy Vũ lấy giấy bút ra, tỏ vẻ cung kính đứng bên cạnh Giang Hải. Trương Huy Vũ định với tay lấy đơn thuốc, Giang Hải vẫn giữ lại không đưa, anh nên báo người đi lấy thuốc luôn đi. Để nhà hàng làm thuốc cho anh còn kịp. Sao phải thế, Trương Huy Vũ nhìn tờ giấy có toa thuốc, thực sự muốn giật lấy xem như thế nào. Vừa rồi tôi không chỉ bắt mạch, mà còn làm một kỹ thuật bí môn, nếu như qua thời gian sẽ không còn tác dụng. Kỹ thuật này chỉ làm được một lần mà thôi, tôi không đủ sức làm nhiều lần được đâu. Bỏ lỡ hôm nay thì phải đợi một năm có khi hai năm đấy. 800 triệu kia xem như công tôi thực hiện bí thuật. Giang Hải hợp lý cắt đứt mọi thắc mắc của Trương Huy Vũ. Hắn ta lo lắng, vội gọi cho cấp dưới, rất nhanh có người tới chờ nhận nhiệm vụ. Anh có thể cho tôi biết thuốc gồm những gì rồi chứ? Trương Huy Vũ muốn biết, cố gắng nhớ kỹ để có thể uống nhiều một chút, thực sự hắn ta rất mong hồi lại sức cũ. Giang Hải chậm rãi ăn phần ăn của mình, nhân sâm, hoàng kỳ, bạch chuột, bạch thược, phục linh, viễn trí, đương quy, thỏ ti tử, hoài nhiêu tất, sâm dương hoắc, gừng tươi, thịt hươu, chút phân rơi, phân thỏ, phân mèo. Trương Huy Vũ cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi chưa từng nghe đến. Thuốc ở xung quanh, quan trọng chúng ta có tận dụng hay không? Làm sao mà anh hiểu được, không tin cứ tìm vị thầy thuốc trung y lớn tuổi hỏi một chút. Giang Hải trở mặt, tỏ vẻ khó xỉu, nếu không tin thì đừng nghe theo thôi. Anh đánh đúng tâm lý chung của mọi người, cứ thần bí thì lại khiến người khác tin tưởng hơn. Cao nhân thường có tính khí cổ quái, nghi ngờ thì sẽ làm phật ý họ. Trương Huy Vũ vừa nôn nóng chờ người đem thuốc về, vừa suy nghĩ sau khi chữa khỏi, làm sao xử lý tên Giang Hải, cướp Cố Uyển Như. Phía bên này, Giang Hải thấy Cố Uyển Như đã ăn xong, cũng thấy thoải mái. Anh biết khám bệnh sao? Cố Uyển Như hỏi nhỏ. Giang Hải tự tin trả lời, tất nhiên là được, anh còn biết làm sao để nhanh có con đó. Các vị thuốc kia đều biết, nhưng có một số loại nghe rất lạ, đó là gì? Em muốn hỏi vị thuốc nào? Chính là tại sao phải dặn dò ngâm nước vàng gì đó, còn có một số nghe rất lạ. Cố huyền như thắc mắc. Giang Hải cười hiền, đều là thuốc có công dụng, ngâm nước vàng là nước tiểu đồng tử, ngâm lâu ngày dược tính mới tốt. Còn vài loại sau cùng đều là uế thải của động vật, không là phân cũng là nước rãi, nọc cũng có công dụng nhất định nha. Cố huyền như nghe tới đây suýt nữa sặc, gì chứ? Quế thải, còn là thuốc, lừa ai chứ? Giang hải bí hiểm nháy mắt, các vị thuốc này rất tốt, tuy hơi nặng mùi, nhưng vẫn là có công dụng nha. Còn nữa, anh cẩn thận đi, hắn ta không dễ đụng đâu. Cố huyền như thực sự nghĩ thôi đã thấy các vị thuốc kia rất kinh khủng. Khi người lấy thuốc về, mùi nồng nặc sộc vào mùi quái quỷ gì thế trương hạo bịt mũi hỏi giang hải mặt không biến sắc thuốc đắng giã tật thường thuốc tốt mới trị dứt bệnh mà đã tốt thì tất nhiên sẽ hơi khó chịu rồi trương huy vô tạm tin giang hải dù gì cũng đã tốn nhiều công sức tìm thuốc hắn nhờ nhà hàng nấu thuốc giúp mình với thân phận trương thiếu con trai lớn trương gia chi ra vài trăm triệu để nhà hàng nấu thuốc là điều bình thường ai cũng biết trương thiếu nổi tiếng kiêu ngạo khó chiều giám đốc nhà hàng không muốn đắc tội tới khi thuốc được đem ra mùi hôi thối như xú uế bốc lên khách trong nhà hàng đều bỏ đi kèm theo nhiều tiếng mắng chửi giang hải cho ít đá vào thuốc làm nguội thuốc uống nhanh nào cố gắng một hơi cạn sạch nếu không sẽ mất tác dụng ánh mắt giang hải nhìn bát thuốc kia như nhìn sơn hào hải vị cứ như không hề nhận ra mùi hôi thối kia trương huy vũ nhìn giang hải muốn xác nhận thêm một lần nữa chắc chắn hết bệnh giang hải gật đầu anh đảm bảo Trương Hạo thận trọng nhìn Giang Hải. Không uống thì cứ đổ đi. Giang Hải nghiêm giọng. Trương Huy Vũ cũng không dám nhiều lời, một hơi uống cạn. Nhưng mùi xú uế kia làm sao mà nuốt xuống chứ? Trương Huy Vũ muốn ói mửa mấy lần, cũng cố gắng ép mình nuốt xuống. Uống xong bát thuốc, hắn ta thở phào một hơi, còn mùi thuốc vẫn nồng cả nhà hàng, quanh người hắn ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 20